Thí dụ như giờ trong gia đình chúng ta bốn người, mà bây giờ ba người còng lưng làm, một người phá, thì thấy phiền không? Đó, ba người làm một người phá, ba người đi gánh nước đổ vô lu, một người thì đâm đít lu cho chảy nước chơi vậy đó. Có không quý vị, nhà có không? Có. Đúng không? Thì đây là thế gian mà, phải không? Thế gian đều có chuyện này đó. Còn bây giờ quý vị sống trong một cái đoàn thể nào, quý vị cố gắng cỡ nào thì cũng có người đến để mà quấy rối. Điều là có như vậy để làm chi? Để tôi luyện một con người này có thật hay không. Nó có thời gian để tôi luyện con người này, hiểu chưa? Ví dụ như con người này làm ra của cải, mà bây giờ nếu như không có người sử dụng của cải này, vậy con người này đem của cải để đâu? Nếu như bây giờ ba người này làm ra tiền quá trời luôn, mà cái ba người này không chịu xài tiền, không chịu làm những việc thiện, việc tốt, thì quan gia nó mới sanh đến để mà nó phá tiền. Nếu như tiền này mà không phá sạch, vậy không lẽ tiền này để cho một gách, nên quan gia nó cũng rất là tốt. Nó nói rằng quý vị không xài để nó xài chưa? Thì không xài để nó xài cho. Bây giờ tất cả những người bị tiếp nhận giáo dục, nghe được định luật nhân quả, nhớ nè. Nếu như gia đình quý vị giàu sang phú quý, có tiền bạc, mà quý vị chân thật tu phước tu duyên, thì không có con quan gia nào mà đến phá được chứ. Tại vì quý vị còn vậy đâu mà nó phá. Mà con quý vị nó cũng trở thành những đứa con siêng năng nữa. Vì sao? Vì nó quý dẫm dựa vào cha mẹ. Mà khi nó biết siêng năng thì nó sẽ biết cảm ơn quý vị. Nhưng quý vị có của cải nhiều, nó lại không biết cảm ơn. Tại vì sao? Vì một con người nó chỉ có góc độ nhìn của cải, thì cái tâm con người này rất là tiêu cực, làm sao biết cảm ơn quý vị. Một con người mà không nhìn vào của cải cha mẹ, mà có năng lực cánh sinh, thì con người này mới biết ơn cha mẹ. Nên quý vị không có của cải thì không có quan gia. Quý vị có tiền bạc làm việc thiện việc tốt hết, thì tức khắc không có quan gia bên cạnh. Vì quan gia phá cái gì bây giờ? Giỏi lắm nó chửi quý vị vài cái thôi, chứ nó không có của cải để phá, hiểu không? Thì nó đòi cách khác. Nó không lấy tiền phá thì bắt đầu là nó kiếm chuyện quý vị. Còn nếu như quý vị có tiền thì nó phá tiền, rồi nó cũng kiếm chuyện quý vị luôn. Nó thêm chuyện không bằng bớt chuyện, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người được tiếp nhận giáo dục, thì sống trong cuộc đời này quý vị không khổ. Vì quý vị biết ở cái cõi này là cõi gì? Quan gia thù nghiệp. Đó, quan gia thù nghiệp. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ quý vị đang ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp, người nào chỉ cần đi ngang gương mặt quý vị mà đưa cái mông vô mặt quý vị, cái là quan gia liền đó. À, đi ngang, chỉ cần đi ngang thôi, đưa cái mông vào mặt cái là quan gia liền. Là lúc đó quý vị có thể ngồi bình thường, nhưng mà trong tâm mình nó đánh lung tung. Trong tâm á, nó nói cái thứ gì đi mà nó không có trước rồi sao. Đưa cái mông vô mặt của bà. Tao nói thiệt chứ, gặp tao mà không phải ngồi trong chánh điện, tôi vỗ một cái cho mà chết. Hiểu không? Nó thấy chưa, quý vị thấy không? Là con quan gia đó, nó đến nó khảo đảo coi cái tâm tu quý vị sao á. Nó rồi ngồi đông thiệt là đông người, vì tự nhiên cái điện thoại nó reo kế bên quý vị đó. Phải là thử cái tâm tu không? Lúc đó mà mình vẫn bình thường thì đúng là công phu mình thứ thiệt. Nhưng mà lúc đó mình dao động tâm lên, mình bực bội khó chịu là công phu mình giả. Bây giờ thí dụ như bây giờ những đứa ngồi chia sẻ Phật Pháp gì đi, cũng là cùng hình thức giống những đứa ngồi gần gần vậy, để điện thoại reo, cầm điện thoại bấm đồ, quý vị thấy phải quan gia không? Thì quan gia khảo đảo những đức thử coi cái tâm những đức có bình tĩnh không, hiểu chưa? Nếu vẫn bình tĩnh thì công phu này thứ thật, còn nếu không bình tĩnh bực bội thì công phu mình nên rèn luyện thêm. Nó rõ ràng chưa? Nên cái tu của chúng ta là phải có cái khảo đảo, cũng như Đề Bà Đạt Đa mà phải theo Phật xuống hoài vậy đó. Phật diễn với nhau cho chúng ta thấy, Phật diễn với nhau cho chúng ta thấy. Chứ Đề Bà Đạt Đa ác vậy, nếu là không phải là Phật, vậy làm sao đủ phước mà đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni? Phải là đồng sức, đồng phước, đồng duyên cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni thì Đề Bà Đạt Đa mới nhiều đời nhiều kiếp đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni. Giống như Gia Du Đà La cũng phải có cái nguyện làm vợ Thái Tử Tất Đạt Đa, thì phải đồng phước, đồng duyên, đồng nguyện, toàn là hàng cổ Phật thị hiện. Nên cùng đồng duyên, đồng phước, đồng nguyện thì mới thường đời đời kiếp kiếp gặp nhau, thọ
thuận và nghịch. Nên khi mỗi một con người chúng ta học Phật hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị giảm tối đa sự buồn phiền. Tại vì sao? Nhớ nói lại câu từng trước nói, cái thân này của chúng ta nó đã giả rồi thì tất cả cái trụ vào thân đều là giả hết. Thân này đã là giả rồi thì tất cả vợ chồng con cháu của cải gì nó cũng thành giả hết trơn. Cái này là 100% luôn á. Bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu nó là thật tại sao chúng ta dưỡng nó vậy mà nó bỏ ta? Chúng ta dưỡng nó quá trời mà tại sao nó bỏ ta? Quý vị biết rằng có những người trẻ ngồi đây nhìn còn xinh đẹp. Thí dụ còn xinh đẹp, hoặc là mới lớn lên xinh đẹp, được chồng cưới về, chồng nó thương vô cùng. Nhưng mà thời gian đi qua, có khi chúng ta ngồi trong đây có những người sẽ bị ung thư. Ung thư. Rồi điểm mà người ta thương nhất người phụ nữ là cái mặt đẹp. Rồi kế đó là gì? Cái ngực. Người ta thích. Nhưng mà bây giờ cái ngực bị ung thư. Ngực bị ung thư rồi. Mày vậy hỏi thằng chồng còn thích cái ngực này không? Đó. Trời ơi, ít ai dám giảng điều này đúng không? Đó. Không giảng chỗ này sao ra bọc qua không? Sao ra bọc qua không? Quý vị hãy nhận thức sâu sắc đi, kệ vì muốn nghĩ gì nghĩ. Người ta muốn nghĩ thô tâm gì đó nghĩ. Nhưng mà vì chúng ta quá thô rồi, bây giờ phải đánh hoàn toàn thô luôn nè, thì quý vị mới thấy ra rằng Phật Pháp nó hay nè. Thấy không? Thấy giảng không? Rồi xong á, quý vị thấy tình người sao? Phải hư tình giả ý không? Đó. Rồi từng điểm thương nữa. Ừ, cuối cùng nó cũng ung thư luôn. Kìa bên kia kìa, có một bà đang hộ niệm kìa. Quý vị biết ví dụ như bây giờ mình là người nam đi, mấy anh em, một người phụ nữ mà có mông to mình thích, phải công nhận không? Nhưng bây giờ ung thư nguyên cái mông rồi kìa. Ở bên Đại Tùng Lâm kìa, nó vớt nguyên một cái mông ung thư luôn. 10 phần nó vớt hết 6 phần ung thư nguyên cái mông. Cái lỗ nó thiệt là bự to như vậy ngay cái mông luôn. Rồi nó ăn luôn cái ung thư ngay trong bộ phận sinh dục luôn. Rồi mỗi ngày rửa ráy là phải lấy cái kéo cắt thịt thư đó ra. Nếu không cắt thì nó thúi vô cùng thúi. Quý vị hãy nghe từ từ những đức chia sẻ đi, quý vị sẽ thấy phân tích thiệt sâu sắc cho quý vị nghe. Đó. Quý vị coi như người đàn ông mình mà, mình biết mà. Thấy không? Mình chỉ cần mình ở ngoài đường mình thấy một người nào bạn đồ bó mà tướng tá đẹp là mình đã nhìn từ trên tới dưới, mình nhìn muốn chảy nước miếng à. Đây là một cái tạp khí cực kỳ ghê gớm của người đàn ông mình. Mà người phụ nữ gặp một người đàn ông nào tướng tá cao ráo đẹp mình cũng mê, đúng không? Nhưng mà chỉ cần chúng ta bị bệnh ung thư. Tại vì sao? Vì thân mình là một bộ xương, thịt mình á, là nó phát triển khi mình còn trẻ, ăn uống được, ngủ được, thì bắt đầu là cơ thể mình nó đội thịt đồ lên tròn trịa. Nhưng khi bệnh đau ốm yếu lại, ăn không ngon ngủ không yên, thì thịt mình nó tớp lại hoàn toàn, thì còn lại bộ xương. Một con người dù có đẹp cỡ nào đẹp, nhưng chỉ có là thịt da đầy đủ, được tròn trịa thì đẹp. Nhưng khi ốm ho hoàn toàn thì tức khắc chúng ta là một bộ xương. Bây giờ gương mặt này có đẹp cỡ nào, khi ốm lại quý vị coi phải là bộ xương không? Bây giờ như những đứa ngày xưa ốm là nó hô, nhưng bây giờ mập lại đỡ hô, đúng không? À, nhiều người quý vị nói rằng thầy bây giờ đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Như vậy thì mai mốt những đứa ốm lại thì những đứa cũng sẽ xấu hoàn toàn. Thời gian vô thường, con người có thịnh có suy. Bất cứ cái cảnh giới này đều có thịnh có suy, giống như một cái cây non và một ngày nào già, cũng như một lá non một ngày nào cũng già và rụng. Theo cái định lực vô thường của loài người, từ động vật cho đến thực vật, đều nước nôi cỏ cây hoa lá núi non đều có sự chuyển biến gì vô thường. Tại vì sao? Vì cái cảnh giới vô thường thì nhất định tất cả cái gì trong cuộc đời này chúng ta thấy cũng đều là vô thường. Nên trong kinh Kim Cang Phật nói rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, phải nhớ đều là vô thường. Đã là vô thường thì tại sao chúng ta không sống trong cuộc đời bình thường này, ngày nay được vui, ngày nay an lạc, mà chúng ta đi nghĩ những cái việc xa vời để làm mình bận tâm và phiền não trong cuộc đời, phải không quý vị? Đây là cái sâu sắc nhất, tập khí sai quấy, rồi mới phát triển ra tư tưởng của Phật Pháp để cho quý vị thấy ra rõ ràng. Chúng ta đã từng mê những cái mê đắm, say mê vô cùng, chúng ta đã ngu muội trong đó, vô cùng say mê, đúng không? Bây giờ chúng ta tu rồi vẫn còn mê muội, nhưng giảm tối đa gì mê muội. Bây giờ quý vị kêu những đức
quý vị nói rằng thầy, cặp mắt của thầy hiện tại gặp một cô nào đẹp, tướng thiệt là đẹp, thầy có nhìn không? Sao không nhìn? Có mắt gì mà không nhìn? Nhưng nó hoàn toàn nó khác ngày xưa. Ngày xưa mình nhìn mình đều có một cái tâm hoàn toàn là nó mê muội. Nhưng bây giờ cái góc độ nhìn của mình nhìn và thấy được cái vô thường. Hiểu chưa? Phật pháp là cực kỳ hay như vậy. Làm gì có cái chuyện quý vị thấy đẹp mà không biết đẹp. Nếu thấy đẹp mà không biết đẹp thì cái trí này nằm ở đâu? Làm sao gọi là trí tuệ? Không lẽ quý vị thấy màu vàng quý vị không biết đó là màu vàng? Quý vị thấy màu xanh không biết đó là màu xanh? Quý vị thấy một con người lỗ mũi cao không biết lỗ mũi cao? Lỗ mũi xịp không biết lỗ mũi xịp? Vậy thì quý vị con mắt này chắc bị mù quá. Đúng không? Điều biết rõ ràng nhưng mà nó nhận thức cái hay của nó là gì? Là vô thường. Khi nhận thức được vô thường thì mới thấy thân này là giả. Và cái đẹp trước mắt đó rồi lay quay nó cũng sẽ xấu. Và tất cả những con người già chúng ta nhìn, họ cũng đã từng đẹp. Họ cũng đã từng một thời quanh quanh liệt liệt cũng được nhiều chàng trai thương yêu. Và bây giờ già cả ốm yếu thì nhìn lại họ bây giờ có ai đeo đẳng đeo ngày xưa nữa không? Chỉ có một thời ngắn ngủi. Nếu hiểu được nguyên lý này thì dùng một đời ngắn ngủi này để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thì vô cùng tuyệt vời. Đúng không? Nhắc nhở dẫn dắt câu chuyện mà xác thực luôn. Không, chia sẻ những điều này chắc ít ai chia sẻ luôn. Không? Nó nên dẫn dắt vậy đó. Thì quý vị biết rằng Nhân Đức là người nuôi người già này. Như hôm qua Nhân Đức đang ngồi trên một cái ghế, mấy bà cụ yếu, khu yếu á, đi qua lại. Có bà cụ mới đi, mới nghiêng qua nghiêng lại mới đi nè. Thì Nhân Đức kêu một cô trẻ đến, Nhân Đức nói: cô nhìn kìa, nhìn bà già mới đi kìa. Cô có hồi tưởng rằng một ngày nào cô đi vậy không? Thì cô trẻ cô nói: chắc chắn con cũng như vậy đó thầy. Vậy thì bây giờ cô mỗi ngày cô chăm sóc các cụ già, cô thấy ý nghĩa không? Nhân Đức nói: thì cô nói là rất ý nghĩa. Vì nhờ thầy đưa lên tư tưởng nên con hiểu được rất ý nghĩa. Vì một ngày nào con như bà già này thì con đâu có làm được chuyện gì đối với người ta đâu. Vì chính bản thân đi còn đi chưa xong mà. Đi nghiêng qua quẹo lại, tướng tá khô khan cằn cỗi. Nếu quay ngược thời gian lại thì đem bà già này đắp vào tuổi 18 thì có ai nhìn tuổi 18 đâu quý vị? Không. Nhưng mà thời gian nó dẫn dụ con người ta để đi vào cái khổ đau, chấp theo cái giả để tạo thành một đống nghiệp. Nó lấy tuổi 18 là ướt át mát mẻ đẹp để làm chi? Để cho người ta đeo đẳng theo vì cái đẹp đó để tạo bao nhiêu nghiệp quả trong cuộc đời. Rồi cuối cùng từ cái đẹp đó cuối cùng nó hiện ra một cái tướng già bệnh và chết để xa lìa khổ. Rồi cuối cùng đến khi hiểu được cái vô thường khổ thì nó kết thành một đống nghiệp trong cuộc đời chúng ta để đi đọa lạc tam đồ ác đạo. Quý vị thấy rằng cái nghiệp duyên trong cõi đời này nó dẫn dắt chưa? Nó dẫn dắt mình kinh khủng quý vị. Rồi bây giờ nhiều cô ở đây bây giờ tuổi sồn sồn nè, không bốn mấy năm mươi nè quý vị, cô coi soi gương phải già không? Bây giờ chúng ta đã già rồi. Bây giờ quý vị nhìn mỗi một cái làn da và cơ thể quý vị thấy lão quá đúng không? Nó hoàn toàn khác ngày xưa tuổi 18. Thì bây giờ dù có trang điểm cỡ nào thì cái nét nhăn trên mặt mình nó vẫn hiện lên rồi đúng không? Là già rồi. Dù mình có trang điểm cỡ nào thì nó cũng là lão quá già rồi. Và ngày tháng nó sẽ tiếp tục đi tới cái tuổi già mà chúng ta suy yếu hoàn toàn. Vậy tại sao chúng ta bây giờ không làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời đi? Lấy cái giả này để đổi qua cái thật, để cuộc đời mình sống những ngày tháng vui. Nên quý vị phải nhớ rằng những ngày tháng sống này tuyệt vời lắm nè. Những bài học này là những bài học nhắc vị vô thường, để ta đến cái cảnh giới thường hằng mà không bao giờ bị sanh già bệnh chết. Đó, bây giờ mình ở đây mình có một phương hướng gì? Thì làm phương hướng này là tích cực chứ không phải tiêu cực đâu. Tại vì sao? Vì nếu mình hướng tích cực là cực lạc Tây Phương, thì tức khắc ở cái cõi này chúng ta ngày nào cũng là vui của chúng ta. Tại vì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta vừa chút hơi thở cuối cùng thì chúng ta được sanh về cực lạc. Vừa nghĩ như vậy thì tự nhiên cái tâm trạng con người mình thiệt tình nó quá vui. Đây gọi là nhớ cực lạc thì là tích cực xong. Rồi giờ chồng nó quýnh bóp bóp, tác tác, bạch bạch nó quýnh. Rồi quý vị nghĩ, nếu quý vị nghĩ tích cực thì tương lai mình vừa cực lạc rồi. Bây giờ ở đây đánh đi anh, đánh đi anh, đánh cho em mau vừa cực lạc anh, đúng không?
Tại vì sao? Vì em thiếu nợ cõi đời này, nên bây giờ em mới sanh đến đây để bị anh đánh. Thì anh hãy đánh đi, hãy đánh nữa đi anh, để cho cái tâm của em càng muốn về cực lạc mạnh thêm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh không đánh em, mỗi ngày anh ẵm em đi tắm. Anh thương yêu em, anh lo lắng cho em từng chút, mua đồ đạc cho em, chăm chút từng chút luôn, thì chắc là Tây Phương Cực Lạc em cũng không muốn gì. Tại vì em cảm thấy cuộc đời em quá hạnh phúc. Và em cũng có khi em cũng rất kiêu ngạo đối với tất cả các bạn gái cùng trang lứa với em, là tôi có một người chồng rất tuyệt vời. Ảnh vô cùng ra lăng, hiểu biết rất nhiều thứ, chiều chuộng thương yêu. Dù tôi có nghèo khổ cỡ nào, tôi có đánh chịu một cái khổ gì, tôi cũng cảm thấy vui lòng khi được ở bên anh. Và tôi còn hẹn với anh là đời đời kiếp kiếp em sẽ ở bên anh đó chứ. Tại vì nó đối xử quá tuyệt vời, nó đối xử quá tuyệt vời, một người đàn ông quá tuyệt vời, nên mình phải hẹn đời đời kiếp kiếp được ở bên thằng đó. Nhưng mà bây giờ á, quan gia này nó giúp mình, nó không làm như vậy, mà nó đem cái tình cảm ban đầu nó thương yêu á, nó chiều chuộng thương yêu, nó dẫn dắt nha. Nghiệp quan gia gì nó dẫn dắt, nó dẫn dắt đến khi bị mê nó đó, thì lúc đó nó mới ra mặt, nó xử quý vị. Bây giờ tất cả mấy cô thấy rõ ràng không? Đa phần khi mới vừa có chồng là nó thương đúng không? Nhưng mà khi có đứa con bắt đầu nó ra mặt nhiều lắm. Hoặc là đứa con nó còn thương thì hai đứa nó ra mặt, hiểu không? Nó bắt đầu kiếm chuyện, bắt đầu nó đỡ quan tâm lại, nó không quan tâm, nó không có chăm chút mình như ngày xưa nữa đúng không? Thì bắt đầu nó lạc khoai từ từ, rồi bắt đầu nó đi vào con đường bỏ bê mình, rồi bắt đầu nó sanh ra những cái điều lỗi lầm là nó ăn nhậu bê tha, rồi nó ra ngoài đường nó kiếm người này người nọ, nó làm cho mình phải khổ đau. Gì mình nói này nữa kia cái nó tát vô mặt, nó quýnh. Chứ ngày xưa nó thương thì nó không bao giờ lên gối mình, mà khi mà nó ghét mình nó lên gối nó cho chỏ hứ hứ. Nhiều bà ở đây cũng bị lên cho chỏ lên gối đó, hiểu không? Thì từ nơi đó thì lúc đó bắt đầu là nó, lúc nó cho chỏ nó lên gối nó nói một câu gì nè: mày phải tranh thủ đi về cực lạc cho tao. Mày biết không, tao thương mày để cho mày biết được cái hương vị của tình thương, còn khi tao quýnh mày để mày biết được sự khổ đau khi tao đánh mày, tao chửi mày để mày biết được bộ mặt thật của tao như vậy. Bây giờ tao cho chỏ mày, mày phải tranh thủ về cực lạc cho tao. Đó chưa? Nên nhiều con người chúng ta là gì? Khi khổ đau mới ôm chân Phật, đúng không? Đa phần là phải có sự việc mới ôm chân Phật. Lúc khỏe bình thường không sao, không đi đâu. Nhưng mà ung thư cái đến Phật ơi, Phật cô con còn chồng còn con luôn luôn như cô cãi nhiều luôn bà cô con đi bà cô Phật giờ ngồi cho con ở ung thư đi bà cô, thấy chưa? Thấy không? Có bị thấy rõ ràng chưa? Lúc bình thường thì không lợi đâu, nhưng mà ung thư cái lợi nha. Ung thư cái lợi à, lúc bình thường đồ ngon lành không đến đâu, vậy mà ung thư cái thầy ơi có cách gì cứu con thầy ơi, ung thư quá trời nặng rồi thầy ơi à, nhiều lắm luôn á à. Đó thì thấy không, rõ ràng không? Khổ đau mơm chân Phật, nên quan gia đang đẩy mình đến với Phật Pháp. Như vậy nói trong cái cõi đời này gọi là nghịch duyên để tu nè, đa phần luôn nghịch duyên để tu đó. Nên quý vị biết rằng bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa cũng thấy cái nghịch duyên mà tu á. Quý vị thấy phải rõ ràng là ngày đi bốn cổng thành thì ngày mới nhìn ra vô thường ngày đi tu không? Thái tử Tất Đạt Đa là đi bốn cái cổng thành rồi xong nhìn được cái sanh già bệnh chết, ngài biết được ngài cũng chết. Đó là nghịch duyên để mà ngài đi tu đó, hiểu chưa? Nếu như mà không có sanh già bệnh chết vậy ngài đâu có đi tu. Thì chúng ta bây giờ mỗi một con người là mỗi cái nghiệp duyên, mỗi một người là mỗi hoàn cảnh, đúng không? Bây giờ chúng ta khổ chi nữa, dạy gì khổ? Bây giờ mình đã có phương hướng rồi, khổ gì à? Bây giờ nó quýnh mình đạp mình, đá mình hư hư, nó chửi mình te tu, mình nói quýnh đi mày mốt tao về cực lạc, không mày không đánh tao được đâu. Bây giờ tao còn đây đó, mày đánh tao đi à, muốn đánh gì đánh đi, tôi mới mốt về cực lạc rồi đó kìa, hiểu không? Mình nghĩ là mai mốt mình về cực lạc rồi đó là tích cực á, hiểu chưa? Không có buồn khổ gì hết trơn. Nên cái câu những đức cô động lại là: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nên từ hôm nay nghe không có được than van nghe không? Không có được than van. Nó dẫn dắt mình đó. Chứ bây giờ mình mà không thương nó quá sao mình khổ?
Nó phải dẫn dắt làm sao cho mình mê mẩn nó, rồi nó mới làm cho mình khổ. Trời ơi, đâu có đơn giản. Vì sanh đứa con ra, đứa con dễ thương vô cùng, vì quá thương nó, vì bỏ bao nhiêu tình cảm vào nó, đúng không? Rồi đến lúc quý vị quá nặng tình với nó mới trở mặt quay lưng. Chứ nếu như bây giờ nó không xuất hiện ở cõi đời này, hoặc quý vị thấy con ai, sao mà nó làm cho quý vị khổ được? Chỉ có tình thương rồi nó mới làm mình khổ được. Hiểu chưa? Nên ở cái cõi này là nó dẫn dụ lạ lắm. Ban đầu nó phải thương đó. Thí dụ như bây giờ nha, bây giờ điển hình nè, bây giờ điển hình xác thực nè nghe. Bây giờ quý vị đi đến đây là quý vị cũng quý mến những đứa đó. Những đứa cũng đang dẫn dắt quý vị đi khổ đau nè. Hiểu nè, hiểu nhớ nè. Nó dẫn dắt quý vị, nó nói chuyện cho quý vị vui, rồi nó lo cho quý vị, để quý vị quý mến nó. Quý vị nghĩ nó là thần tượng đặc biệt. Rồi bắt đầu một ngày nào nó làm bậy, nó làm sai, nó bỏ tu, nó trở mặt hết hoàn toàn, thì lúc đó quý vị nếu mà không bình tĩnh cái tâm lại, thì quý vị vì cái thằng thầy này mà tao nghỉ tu, đúng không? Đó, nên nhiều người ta thần tượng mà ta nhảy lầu tự tử đó. Ta thần tượng một người nào đó mà người đó lỡ cái gì ta nhảy lầu tự tử đó. Hiểu chưa? Nó trong cái cõi này nhắc trước cho mà nghe, nghe chưa? Không có chuyện đơn giản đâu đó chợ. Nên chúng ta thần tượng là thần tượng cái gì? Thần tượng cái đạo á. Tại vì cái đạo là nó vĩnh hằng, còn con người là vô thường. Con người là còn cái tâm tính lúc này lúc khác, vì họ chưa làm Phật nên họ còn có khi đúng có khi và sai. Tại sao mà chúng ta đã từng quý mến một vị thầy rồi cuối cùng chúng ta cũng không theo vị thầy đó nữa? Có không? Có mà. Chúng ta đã từng thần tượng một vị thầy vô cùng, rồi bây giờ chúng ta lại không thần tượng với vị thầy kia nữa, mà chúng ta lại thần tượng với thằng thầy khác. À, thấy chưa? Vậy thì sao? Vậy thì một ngày nào quý vị cũng không thần tượng những đức nữa, quý vị cũng sẽ đi thần tượng người khác. Vậy thì nếu như những đức chấp quý vị thì những đức cũng khổ y ran quý vị. Quý vị chấp ngay những đức thì vị cũng khổ ngay những đức. Thì chúng ta chỉ là người đem đạo để giới thiệu. Rồi mỗi một con người nên đem cái đạo đó để áp dụng trong cuộc sống, chứ không có gì nặng nề về cái thần tượng cả. Cái thần tượng đó nó là hư danh. Tại vì sao? Nó trẻ và già và chết là hư danh. Nếu như thần tượng đó mà ở cực lạc thì không có ai hư danh, vì nó là vĩnh cửu, không bao giờ già chết. Nên chúng ta thần tượng ai? A-di-đà-phật. Thần tượng A-di-đà-phật là đặc biệt nhất. Nên quý vị đến với những đức sẽ đỡ tối đa về tác dụng phụ. Những đức không bao giờ dẫn dắt quý vị đi đến cái mức mà mê muội được. Tại vì sao? Ngày xưa những đức đã từng gặp những người nổi tiếng, người ta rất là mê muội, người ta chạy theo bằng một cách rất là mê muội, vì cái gì người ta cũng cho là đúng hết. Có sai, vì chúng ta ở cõi đời này là phàm phu, phàm tăng, vẫn còn sai. Nên từ nơi đó đừng bao giờ cho họ cái gì cũng đúng hết, để chúng ta hoàn toàn mê muội. Thí dụ như bây giờ những đức đưa quý vị một phương pháp tu, tu ổn định, tu được. Nhưng mai mốt những đức đổi phương pháp tu, quý vị nói, thầy đói kệ thầy, con tu ở nhà con tu được, ngu gì con đi đổi. Con tu được con an lạc bao nhiêu năm nay, thầy đổi là chuyện của thầy chứ. Thầy đã dẫn dắt con phương pháp này tu, thì bây giờ con cũng dùng phương pháp này con tu. Còn thầy đổi cái gì là đổi cái chuyện của thầy, còn con vẫn luôn luôn duy trì cái cách đó con tu. Đây gọi là người học đạo có trí tuệ. Đúng không? Tự nhiên bây giờ những đức đổi phương pháp khác, những đức tu rồi xong cái là những đức cũng kêu vì phải đi theo. Vì nói, ôi con thần tượng thầy lắm, thầy đi sao con đi theo không vậy? Không nên như vậy. Trời ơi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói rằng ta chưa từng bao giờ xỏ mũi ai để kéo đi. Nên nếu mình học Phật mà mình đi xỏ mũi người ta kéo đi là mình sai, mình ác á, chứ đừng nói chuyện đùa. Không nên làm như vậy. Nên những đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe là mong muốn cho mỗi một con người khi nghe đều là tự đứng lên được. Già trẻ bé lớn gì ai cũng cái tâm đứng lên được, chứ không phải nói rằng là con nương thầy, không phải. Chúng ta chỉ là nhắc nhở nhau để cùng tu thôi. Tại vì căn tính mỗi một con người đều có đầy đủ cái thiện căn phước báo nhân duyên để làm Phật viên mãn hết trong tự tánh. Thì quý vị tự mình cố gắng phát triển cái tự tánh đó của chính mình. Nhớ nghe, có một câu nói nè: nếu muốn hưởng phước lâu dài thì chính chúng ta phải tạo phước. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn làm Phật thì chính chúng ta phải niệm Phật. Chúng ta muốn hưởng phước lâu dài thì chính chúng ta phải tạo phước.
Vì ông thầy ông ăn thì ông no, mình ăn thì mình no, chứ ông không có ăn mà mình no, hoặc là mình ăn mà ông thầy no. Nhớ. Như vậy thì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thầy tu thầy đắc, trò tu trò đắc, không tu không đắc. Thờ thế nhiều bệnh, phải tín nguyện niệm Phật. Phải thờ thế nhiều bệnh không? Quý vị thấy, phải là cách nay 20 năm về trước thì ít những loại bệnh xuất hiện lạ thường. Nhưng bây giờ rất nhiều loại bệnh lạ thường xuất hiện trong cuộc đời này, đúng không? Mà bệnh đến với cái cuộc đời này, bệnh nhiều loại bệnh lạ thường là ngay chỗ nào? Là ngay nghiệp lực của chúng sanh tạo quá nặng. Cái nghiệp chúng sanh tạo quá nặng, đến khi hội tụ duyên nghiệp thì bắt đầu nó đến để mà quấy rầy. Nên ung thư hay nhiều loại bệnh như dịch bệnh tràn lan, sự chết chóc quá nhiều. Và quý vị coi thời tiết thay đổi vô cùng khắc nghiệt. Bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi vô cùng lạ kỳ. Và quý vị coi bây giờ cái việc mà kinh tế cuộc sống bây giờ cực kỳ khó khăn. Thất nghiệp bây giờ quá nhiều. Làm thì không có tiền trả lương như ngày xưa. Mà mặt hàng đưa ra thì ít có người tiêu thụ. Thì phải cắt bớt người đi làm công lại. Mà người đi làm công bị cắt bớt lại thì nghề nghiệp đâu làm để có cuộc sống. Tết nhất gần tới mà không có công việc để làm, không có kiếm tiền được, thì con người nó quả cái tâm nó lên, thì bắt đầu sanh ra trộm cơm, sanh ra nổi loạn cuộc sống này. Thì bắt đầu là cái bầu không khí này sẽ thay đổi thất thường kỳ cục. Nhiều cái tâm phát triển lên những điều không đúng thì bệnh hoạn bắt đầu theo nhân đó mà phát triển ra. Nên bệnh hoạn đầy dẫy, sự khổ đau tràn lan, đủ thứ chuyện phiền phức. Vì coi, nên những đức nói rằng cái người ở trong chùa mình đúng là đại phước báo. Họ quá bình yên, ngày nào họ cũng an vui, ngày nào họ cũng cười. Và quý vị là người học Phật, mỗi ngày nghe như đức giảng, quý vị cũng cười được. Quý vị cũng là người vô cùng hạnh phúc. Trong khi bao nhiêu con người bây giờ người ta đang lao theo cái chằn cảnh này kìa. Nó bây giờ quý vị coi như bây giờ năm Tết năm nay là quý vị sẽ thấy con người ta sẽ khổ nhiều hơn Tết năm ngoái nè. Nó cái khổ á, bây giờ là cái làm ăn rất là khó khăn nè quý vị. Đó, nên từ nơi đó thất nghiệp đồ, nó thấy tội nghiệp quá. Nên những đức rủ là năm nay á, ai đủ duyên vô chùa mình ăn Tết, kệ mình cố gắng mình gánh một tuần. Đó, mình gánh một tuần lễ vô đây ăn Tết, bốn điểm chùa chia ra theo thờ khóa tu, rồi mỗi ngày được yên niệm Phật, rồi cuộc sống ổn định những đức lo cho một tuần lễ, rồi qua một tuần rồi đi về. Thấy không? Nên ai đang ngồi đau chân quá thẳng chân ra so chân đi, không sao đâu. Nên nhớ nè, từ nơi đó mà mình có cái tâm này cũng là quý vị biết rằng là lúc khó khăn mà mới biết lòng người đó nghe quý vị. Không, thời cuộc khó khăn mà người ta mở ra cái tâm vậy là biết khi khó khăn biết lòng người. Chúng ta còn sống được, chúng ta nên giúp đỡ người được sống với mình. Thật sự mà nói, vô chùa mình mà ăn Tết thì thôi quý vị quá hạnh phúc. Bây giờ thí dụ như nhà quý vị có 4 thành viên ở nhà, mà giờ quý vị Tết á vừa mới có 29-30 gì cái tự nhiên bị đi bỏ nhà bỏ cửa gì có sao? Có làm sao? Có làm sao? Vì cái nhà quý vị chứ có gì đâu mà sao? Vì nó chờ ở nhà cửa mà giờ đóng cửa lại đi ăn Tết. Rồi ông bà này kia đâu? Ủa, quý vị sao không biết rủ ông bà đến đây? Giờ ông bà con đi vô chùa ăn Tết, ông bà đi theo con ăn Tết nghe. Chứ ông bà mà ở nhà là không có ai cúng kiến cho ăn đâu. Đúng không? Nói vậy, vì nói vậy tội hả? Tội gì? Có gì đâu tội. Bây giờ ông bà chết queo mất tiêu, con có biết ông bà ở đâu thì con nói đại nói càng, chứ con có biết ông bà ở đây hả đâu. Con bây giờ con còn sống này, con lựa cái chỗ nào ngon lành con đến con ăn Tết cho nó vui. Một là con đỡ tốn tiền mấy ngày Tết, còn hai là con được tu phước tu duyên. Nhiều cái nó đặc biệt nó tốt quá. Bây giờ nếu mà ông bà còn ở nhà con thì đi với con ăn Tết. Còn nếu như ông bà ở nhà thì kệ ông bà tự nấu ăn gì nấu đi.
không? Mình nói vậy giờ ông bà mình nghe ông bà mình cũng vui nữa. Thằng này nó nói đúng, nó cũng rủ mình đi theo, bộ nó bỏ mình đâu. Bộ mà mình lên xe nó nói ông bà ở nhà đi, không được đi với con. Thì nó có lỗi, con này nó rủ đi mà. Đi thì ông bà đi bằng cách nào, chị kể ông bà thì con có thấy ông bà đâu. Nắm giặt áo hay leo lên xe ngồi kế bên gì kể ông bà chứ. Nó biết gì đâu, nó đại nó càng vậy thôi chứ có nhìn thấy ông bà ông gì đâu, thấy mấy bà này. Hiểu không? Nó nên từ đó mình nói như vậy đi. Thì ví dụ như người phước mặt phước ngày, gia đình của mình ta cũng đi đến đây, tại vì người ta có duyên với mình rồi. Vì nói là nhà cửa tết nhất gì đâu mà đóng cửa, nhà lạnh tanh là trời, cái gì đâu lạnh, nhà có gì đâu lạnh, thì đóng cửa lại thì nó lạnh là vì không có người, mai mốt mình về nhà thì nó ấm. Vậy thôi có gì đâu. Nó họ chờm sớm nó nói này nói kia, nó tại vì mấy vị có biết cái nhà thì quan trọng là có người vui thôi, chứ đâu phải cái nhà vui mà người vui đâu, người vui nhà mới vui. Người vui thì nó mới sơn nhà, còn cái người buồn nó bỏ cái nhà cho hư luôn, đúng không? Nên gọi là người vui nhà mới vui. Nó nên vật chất thế gian này nó bám vào con người, nó phát triển, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà chúng ta là con người phải chủ động mới được nghe. Chứ đừng có bị vài ba câu nói không hiểu đi buộc ràng, không hiểu gì chứ, dạy cho biết. Hiểu không? Nên nói tò, ô từ xưa tới giờ bị mấy cái câu này câu thúc lạ kỳ. Tự nhiên ngộ ghê đi tu nói, trời ơi con cũng muốn đi tu lắm, con muốn vô chùa tu lắm. Nhưng mà con thấy bỏ nhà bỏ cửa, rồi bàn thờ đồ không ai thắp nhang này kia đồ. Nói, ủa vậy bà sống hoài bà thắp nhang hả? Bà sống hoài bà thắp nhang hả? Ông mai mốt bà chết ai thắp nhang? Bà thắp nhang chi à? Bà thắp nhang để cho ông bà hít khói cho ngộp hả? Bà thắp nhang hoài đó, bởi vì ông bà ở dưới âm phủ hoài mà không lên đây đó. Hiểu chưa? Bà lấy nhang bà làm cho ô nhiễm môi trường hay chi à? Bà lấy cái hương đức hạnh á, cái hương tu hành của bà giúp cho ông bà giải thoát đi. Bà thắp nhang chi con ngút đậy chứ nghị. Hiểu không? Ông bà là nhờ cái tâm thiện, tâm tu của mình mà ông bà được lợi. Vì cái của chúng ta đang có cái thân này là đều có ông bà, cái nhân duyên á. Cái nhân duyên từ trước mình á là ông bà sanh ra cha mẹ mình. Thì bây giờ cái nhân đó mới thành hình mình. Nên theo cái nhân duyên đó. Mà bây giờ cái nhân duyên đó đi vô chùa thì bây giờ tất cả cái kia đi vô chùa hết. Tự nhiên nhà, tự nhiên cái... Ở nhà thì thôi mình cũng có quét bàn thờ, mình cũng dọn dẹp, mình cũng thắp nén nhang ấm áp, thấy không? Chứ không phải nhá thắp tùm lum thắp tối ngày mà giải thoát đâu. Chứ không phải là đi đến chùa hay đi lỡ bàn thờ ông bà mà thắp mà nắm nhang gọi là làm mình thiện, không có đâu, tầm bậy. Nhang mà đâu có giải thoát đâu, hiểu không? Nhang nó quý vị coi bây giờ đơn giản thôi. Bây giờ trong chùa gì quý vị thắp nhang đầy đi, quý vị nhìn lên gương mặt Phật để quý vị thấy giải thoát hay không liền, đúng không? Nhìn lên mặt Phật có phải giải thoát không? Bây giờ quý vị để nhân đức đứng ngay chân ở chỗ bác nhang, rồi quý vị thắp đi. Quý vị thắp xong ở trên nhân đức làm gì nè, để tránh khói á. Thì lúc đó nhân đức nói gì nè, trời ơi chắc xong ở đây xong không nổi quá, nó tốt quá mà nó thắp nhang vậy tao ngợp muốn chết luôn. Ở đây có một từng mà bữa nay mặt mày tao như ông kẻ hết khói như bây giờ chắc ung thư ruột quá. Thấy không? Rõ ràng chưa? Bây giờ mình điển hình cho nó xác thực nhất luôn vậy, công nhận không? Nó bây giờ đi chùa mình bây giờ bị coi nhang điện không có thắp nhang cây nào, nhưng nhìn lên Phật đẹp không? Trắng tươi. Còn quý vị đi đến chùa Hoa thành phố đồ á, chùa Tàu đồ đó, quý vị coi phải ta thắp nhang nghi ngút không? Chạy vô thấp cái chạy ra liền ngộp, đúng không? Gì mà nói là phong thủy tốt. Ngộ ghê, phong thủy này không có tốt. Tại vì cái phong thủy tốt là mình đi đến đâu mà mình ví dụ như mình nghe chim hót nha, chim hót hay ghê, nhìn xuống hoa đâu hoa nở đẹp, nhìn người ai với đạo Phật, ô dễ thương quá, bước vô trong ngồi mát quá, đúng không? Thì tự nhiên phong thủy tốt. Còn tự nhiên mình đi đến đâu mà mình chạy vô mình thắp nhang mình chạy ra liền, xấu, không thể đâu có tốt đâu, hiểu không? Mà mình nhảy vô mình chạy ra, con người mình mà còn vậy chứ đừng nói hương linh,
Hương Linh chắc là toàn là đeo lan can xung quanh không? Đừng có rơi trong đó. Ôi ơi, có người mà chạy vô còn chạy ra mà Hương Linh sao chịu nổi? Mình là ba hồn chính vía, nó hoàn toàn là hội tụ, nó mạnh, cái lực mạnh nè. Mà mình chạy vô khói nhiều mình còn chạy ra liền. Đừng nói chi mà chứ Hương Linh mà vô đó sao chịu nổi? Vô đó mà gọi là tan biến cái gì, nó chuyện vẫn chưa, hiểu chưa? Anh Tư nó đó đừng có thắp nhang nhiều. Trời ơi, nó đâu có lợi ích nhiều đâu. Đâu, nhang đâu phải là cái điểm để câu thúc với Phật Bồ Tát. Mà cái câu thúc với Phật Bồ Tát á, là do cái hạnh giáo dục á, cái tâm đạo tu á, thiện với thiện nó cùng tần số. Thấy không? Thí dụ giờ mình muốn nói chuyện với ai đi, mình phải bấm đúng số điện thoại đúng không? Thì mình sẽ nói chuyện với người đó. Cái số điện thoại này, cái thằng này là thằng hiền, thì quý vị sẽ nói được với nó là thằng hiền. Còn nếu như số điện thoại này là thằng ác, quý vị bấm đúng số điện thoại với thằng ác, thì quý vị bấm cho thằng ác là do gì? Quý vị cùng với nó là ác. Thí dụ như bây giờ quý vị đi làm heo cùng với thằng làm heo, thì quý vị gọi cái thằng làm heo đúng không? Thì hai thằng đi làm heo. Còn quý vị cùng với thằng thầy chùa, thì quý vị gọi thằng thầy chùa thì gặp thầy chùa, đúng không? Hả? À. Hiểu không? Giờ quý vị gọi cho mấy bà Phật tử đi tu là do gì? Người ta đi tu. Bây giờ quý vị gọi cho người ta đi tu thì cùng đi tu. Còn quý vị gọi cho mấy cái bà nhiều chuyện nhiều điều để tán ngẫu thì quý vị là nhiều chuyện nên quý vị đi gọi cho nhiều chuyện. Còn bây giờ quý vị muốn gọi cho ai với đạo Phật thì phải làm sao? À, với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Đúng không? Đó, gọi cho ai với đạo Phật bằng cách là niệm A với đạo Phật. Nó cái số điện thoại của ai với đạo Phật á, mà quý vị muốn gặp ngài là quý vị phải niệm danh hiệu ngài á. Số điện thoại của ngài là ai với đạo Phật đó. Hiểu không? Số điện thoại của ai với đạo Phật là ai với đạo Phật. Nó số điện thoại của Tây Phương Cực Lạc á, là ở đâu? Là ai với đạo Phật. Hiểu không? Có nghĩa là quý vị muốn cảm với tần số của Tây Phương Cực Lạc á, là niệm ai với đạo Phật đó. Cái số điện thoại bàn của Tây Phương Cực Lạc là ai với đạo Phật á. Quý vị mỗi ngày quý vị gọi hoài thì thế nào cũng có người bắt máy. Thấy hay không? Đúng là chia sẻ tình độ đặc biệt ghê quý vị. À, đúng rõ ràng quá hay. Cứ yên tâm mà gọi, gọi cả đời đi. Thế nào cũng có người chất mắt. Mà đúng là nó vui, cái ngày nhắc máy là cái ngày vui vô cùng. Hiểu chưa? Cái ngày nhắc máy là cái ngày vui lắm đó nghe. Hoặc ai gì đào mà nhắc máy á, là ngày còn dẫn thì một nhóm người đi theo nữa. Trời ơi, lúc đó bị coi á. Mà ngài còn đem một cái bông sen bự, thiệt là bự đến cho đưa cho quý vị nè. Phật A Di Đà nói con bước lên đi, gọi bao nhiêu năm nay á, dễ thương ghê. Con á, gọi bao nhiêu năm nay á, mà ta không có bắt máy, vì sao biết không? Thì ta coi coi cái tâm con có quyết chí không? Với cái nghiệp duyên của con ở cõi đời này nhiều quá. Nên là con cứ gọi đi rồi nhất định ta sẽ bắt máy. Nhưng mà để cho con á giải quyết tất cả những việc nợ nần ở cõi đời thì xong hết đi rồi. Hiểu không? Rồi ta nhất định sẽ bắt máy. Nên là tất cả các con nhớ là phải gọi cả đời. Đừng có gọi vài năm rồi nghỉ gọi. Đúng chưa? Gọi cả đời kia. Nên cả đời chúng ta ngày nào cũng gọi A Di Đà Phật, gọi Tá Lã Âm Binh, gọi quá trời gọi luôn. Đúng không? Đừng có bao giờ mà nói một câu, đừng có bao giờ nói rằng á, gọi hoài mấy năm nay mà không thấy gì chứ. Thôi mình chuyển số điện thoại thôi, đừng có chuyển, cứ gọi đi. Những đứa cũng gọi 13, 14 năm nay rồi mà những đứa cũng đâu có thấy A Di Đà Phật gì đâu. Nhưng mà những đứa vẫn gọi à. Những đứa vẫn là thành tâm thành ý mà gọi, hiểu chưa? Thì vị biết rằng á, tuy không có thấy ai với đạo Phật, nhưng mà sự gia trì của ai với đạo Phật á, có. Nhưng mà do vì cái nhục nhãn của mình nó nặng vì nghiệp duyên tham sân si quá, nên mình không có thấy sự gia trì của Phật. Nhưng mà có ai với đạo Phật gia trì, có ai với đạo Phật gia trì nên 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mới không mưa. Đúng không? Rồi có ai với đạo Phật gia trì nên mới nói chuyện gì hoài cho quý vị nghe mà thích, không ngủ. Chứ nếu mà không có sự gia trì thì ngồi chứ. Vì biết cái người mà bây giờ ngồi đây mà ngủ là cái sự tiếp nhận thì tần số A Di Đà Phật kém. Nên họ nghe tịnh độ mà họ ngủ đó nghe. Nên tôi nói gì đừng có buồn, nhưng mà quý vị phải công nhận rằng quý vị tần số kém đối với A Di Đà Phật, quý vị mới ngủ. Chứ nếu mà tần số mạnh là mắt nó làm nè.
À, nó không bao giờ ngủ đâu. Nhưng mà cái người tần số dây Phật kéo là bắt đầu mình ngồi chút là nó nhìn có cái bà dưới kìa, nó tỉnh queo rồi kìa. Đó, có con bà dưới, bà ngồi dưới nãy giờ bà làm nè. Bởi vì tôi nói mấy người mà ngồi phía trước này ai mà ngủ là đang kẹt đó nghe, chứ không có chuyện dở đâu. Nên quý vị biết rằng á, nó ngay chỗ này tần số mạnh. Nên cái người nào mà ngủ gục đến đây, ngồi đây nè. Mà phải đến, đến mà được ngồi đây là phải xí chỗ trước. Quý vị biết muốn chúng ta không? Chúng ta mà muốn có cái mặt bằng mặt tiền phải có vốn cao lắm. Thiệt á, cái vốn rất là cao mới có cái mặt bằng ngay mặt tiền nghe, chứ không giỡn đâu nghe trời. Mà công nhận bị đi thuê mặt bằng mặt tiền đúng không, phải bỏ tiền thuê dữ lắm không giỡn đâu. Có khi đến từ hôm qua đến từ hôm qua rồi xong á, một số người đến bắt đầu mênh báo cho nhau là bà chị từng này chị đến trước phải không, chị đến trước thì chị đặt vô cho tôi cái mặt bằng. Khi mà tôi đến á, tôi có cái mặt bằng nó liền. Rồi vài bữa mà bữa nào mà chị đến trễ thì chị gọi cho tôi đặt mặt bằng vô chứ chị. Nên quý vị biết đó, nó câu thông tần số nó mới được cái mặt bằng ngay mặt tiền. Nên quý vị quay phim mà quý vị thấy mà bà nào mà mặt bằng mặt tiền mà thấy mặt hoài là biết mấy bà này cái phước dày chứ không phải giỡn đâu đó nghe. Nên từ nơi đó không, mà những đức nói là phàm phu của mình mà nó ngay mặt tiền nó vẫn ngon, nó ngay mặt tiền ngon lắm á quý vị, không giỡn đâu nghe. À, nó ngay mặt tiền á là nó làm cho cái sự gia trì nó mạnh hơn. Thí dụ như bây giờ đi mình ở ngay ngọn gió nó vẫn mát hơn là cái ngọn chứ, thấy không? Cái ngọn là phía đuôi á, mình ở ngay ngọn luôn, thấy không? Còn chứ bây giờ mình ở phía sau thì gió nó qua rồi nó mới tới tuốt phía sau thì nó cản hết rồi, thấy không? Nên quý vị biết rằng Phật gia trì thì bình đẳng, nhưng mà cái nơi mà háo hức mạnh á, thì cái lực Phật gia trì nó áp ngay chỗ đó cao độ hơn. Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ trên đây đèn nhiều nó phải sáng hơn là phía sau đèn ít chứ. À, thấy chưa? Thấy không? Đèn nhiều. Đó, thấy không? Mặt tiền thì cái gì nó cũng ngon hơn. À, mà ngay mặt tiền thì quay phim nhìn cũng đẹp hơn nè. Nó thấy chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng á, mỗi một người chúng ta là biết chọn địa điểm. Tại vì sao? Mục tiêu mình tu chứ mình không có hơn thua với ai hết. Bây giờ con còn dở lắm Phật à, rất là dở, con rất là dở. Bây giờ con dở quá mà kêu con tuốt phía sau luôn, có khi con yếu. Bây giờ vì ngồi đây vì cười dữ dằn lắm nghe, nhưng mà cái người ngồi trên lầu cười không bằng người ở đây. Vì lên lầu ngồi vì sẽ biết liền vậy đâu, vẫn là hưởng được cái bài chia sẻ Phật pháp, vẫn là được hay chứ không phải không hay, nhưng mà coi qua cái hình ảnh và không có trực tiếp. Không, quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị ở nhà coi những đức giảng trong tivi, quý vị ngồi khi bị đưa chân đưa cẳng, bị gãi ngứa rồi đúng không, khi vẫn đầm vẫn riếp vẫn đồ ngủ rồi tứ tung lang tang, bị ngồi ăn uống bị đang nghe bị chạy tới chạy lui, còn bị ngồi đây dám không? Ngồi đây không dám nè. Đó, thí dụ như bây giờ quý vị ngồi trên chánh điện trên, có những người chúng ta chưa chắc dám ngồi như ở trước mặt những đức gì. Thì quý vị thấy không, như phàm phu mình cần được sự câu thúc. Nên chúng ta chỉ cần chọn được địa điểm ngon thì tôi nói tôi chấp nhận, tôi ai nói gì kệ, tôi chọn được địa điểm mà một thờ nghe pháp ngon là được rồi. Như những đức thì xin thưa cũng chọn như vậy luôn, biết rằng là tu ở đâu cũng tu, ngồi đâu cũng ngồi, nhưng mà kẹt quá không có chỗ ngồi tôi mới ngồi phía sau. Quan hỷ, quan hỷ. Hiểu không? Rất là quan hỷ. Tại vì nói đây để cho tất cả chúng ta phải làm sao để thịnh pháp. Thịnh pháp bằng cách gì? Chúng ta đừng bao giờ nói biết thầy lâu rồi, con ngồi ở đâu cũng được, chỉ cần ủng hộ từ xa cũng được, không? Nó phải gặp mặt nhau ngay cái mặt nó được.
À, đừng nói chuyện giỡn. Nó mà không gặp mặt nhau, với duyên giữa mình với người đó sẽ ít lại. Còn nếu mà trực tiếp nói chuyện hoài thì có không nên. Nhưng mà chỉ cần gặp mặt nhau, gặp nhau, ví dụ như mỗi ngày quý vị đi qua lại, quý vị gặp ai với Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, thì tức khắc duyên với vị với Phật, ai với Đà dày. Còn mỗi ngày chúng ta thường đi đến đây là gặp thầy, ai với Đà Phật, chào thầy một cái, rồi tự duyên giữa mình với người đó dày. Còn nếu như nó xa, như người xưa ta nói câu là xa mặt cách lòng, đúng không? Xa mặt là cách lòng đó, đừng nói chuyện đùa nghe. Nên từ nơi đó mà mình á, đi đến chùa lâu lâu mình cũng chuyển hoàn cảnh lại. Kẹt quá, cái lần này bữa nay mình đến trễ mà không có ai xí mặt bằng. Thì mình cũng tranh thủ mình bước vô, mình lỡ cái lan can là mình ngồi đại. Sát sát đây nè, bo bo vô ngồi đại vậy đó. À, ngồi tôi con thích ngồi nghe trực tiếp, bo bo vậy đó, đúng không? Tự nhiên mình chỉ cần quyết tâm là nó có chỗ ngồi ở phía trên liền, không nói vòng vo chứ. À, nó lạ vậy đó. Nó, đó là cái tâm quyết nó phải mạnh. Tại vì sao? Vì nó yếu. Ngồi nghe mà kiểu mà như nhìn tivi nhìn chút. Không, ở đây mà bây giờ ở đây mà mấy cô ngủ là bị nhắc. Như cái bà nãy bà gục gục bị nhắc, bà tỉnh queo rồi kìa. Thấy chưa? Rõ ràng luôn. Nên từ nơi đó mà bây giờ nếu mà ngồi tuốt ngoài lan can ngoài kia ngủ có ai đâu nhắc mình. Đố mà ai ngồi kế bên dám nhắc mình. Thấy không? Có nhiều bà mắc cười lắm. Ngồi nghe pháp ngủ xong cái khiều khiều, cô thức dậy, cô thức dậy. Thôi kỳ trời, khiều mà kêu cô thức dậy nghe pháp mà kênh chứ. Tôi nhắm mắt tôi đâu có ngủ. Tôi tính nghe pháp là thích nhắm mắt được không? Tự nghe đi, đừng có dính dáng người ta. Người ta đang nghe đoạn hay tới ghê, khiều mắt tiêu. Ngủ mà cũng kiêu ngạo nữa, ngủ mà không chấp nhận mình ngủ. Ngủ mà người ta khiều một cái bắt đầu nhúc nhích nghe, không chịu mở mắt ra đâu, ý nói là tôi đâu có ngủ. Còn nếu mà đang nhắm mắt gì khiều một cái thì là ngủ, đúng không? Còn này người ta khiều một cái, bà kia bà tưởng đâu ngủ nữa, khiều một cái nữa, quay qua. Tôi nghe pháp thường nhắm mắt. Bà không nghe thầy giảng hả? Pháp thể tọ cõi này thanh tịnh tại nghe âm. Nên mắt tôi nhắm, lỗ tai tôi nghe. Thấy không? Đây cũng chết nữa nè. Kiêu ngạo, đúng không? Bây giờ mình đỡ mình nhắm mắt mình ngủ, người ta khiêu mình cái. À, cảm ơn chị nghe. Nay ngồi ghê ngủ gục quá trời ngủ gục rồi. Thấy không? Mình vừa hạ cái tâm xuống vậy là mình là người tu. Mình là người tu rồi đấy chứ. Đó, tu là như vậy đấy. Nhớ đó, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn này nó ghê lắm. Chứ không giỡn đâu. Không, quý vị thấy cái ngày chủ nhật, đúng là cái ngày chủ nhật chùa mình nó tuyệt vời quý vị. Là quý vị vui rất là nhiều nghe. Như hồi nãy giờ mà tính ra hình như là 1 tiếng 10 phút rồi đó. Đúng rồi, 1 tiếng 10 phút. 1 tiếng 10 phút mà quý vị cười biết bao nhiêu nói. Không, mà những đứa có khi suy nghĩ đúng là cái pháp môn tịnh độ này sao nó hay gì đâu. Chứ bên kia những đứa đi qua đây những đứa có chuẩn bị gì đâu. Mà rõ ràng là từng nào những đứa nói quý vị cũng nghe được nghe. Công nhận là nó ngộ ghê. Chính bản thân những đứa khi những đứa cũng không hiểu nổi. Này đúng là rõ ràng là vô chi sanh trí. Không biết. Phải chi mà mỗi câu mình nói mà mình biết hết trơn thì cái chuyện này mình không nói, đúng không? Còn cái này mình thật sự là không biết. Nói xong quên mất tiêu hết trơn. Mà tự nhiên sao từ bên kia qua đây mà từng nào nó cũng nói, ngồi nói hoài. Ngồi nói hoài luôn. Như quý vị thấy mà lễ gì Đức Ngài nói 4 thờ. Mà quý văn tự đâu nói hoài. Đúng không? Đúng là nhiều chuyện nhiều điều ghê. Nên nhiều cô nói ông thầy này ổng đi tu chứ nhiều chuyện mà cố lắm. Nói tối ngày sáng đêm nói hoài. Thì biết rằng là từ chùa này tới tới 3 chùa kia những đứa cứ đi đâu cũng nói hoài. Nói mà đến nỗi mà cái miệng chưa lành da non.
mà nhắc nhở tu không à. Qua bên kia nói bên kia, qua bên chùa nào cũng được nói chứ, ngộ ghê á. Còn nhiều người muốn nói mà không nói được. Còn những đức thì nói hoài, nói mà đến nỗi viêm cổ luôn, ho tối ngày, mà cũng được nghỉ nữa. Đúng là cái số ngộ ghê. Thôi kệ số vậy thì mình cứ nói thôi chứ làm sao giờ, đúng không? Nhưng mà ngộ nghe, những đức mà giảng ngày chủ nhật là không có ho nghe. À, tiếng mấy luôn cũng không ho nữa. Hoặc là lễ Quan Âm đâu có ho đâu. Vậy đó mà về phòng ho. À, về phòng ho. Nên những đức nói cần cổ, những đức nói nè, dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Chứ sao à, đụng chặn là chơi tới bờ tới bến. Về nằm nghỉ thì ho. Ngộ lắm, chuẩn bị ngủ là ho. Nửa đêm ho. Đi tu ít ho. Tiếp Phật tử không ho. Nhưng mà nằm ghế chơi mình ho. Lạ vô cùng luôn hả? Tại vì những đức á, có nghĩa là những đức là giống như mình nói chuyện với nó. Những đức thường á, là bệnh gì này kia ưa nói vậy nè. À, thôi mình cùng một thể mà. Giờ nghiệp duyên nặng nề quá, giờ có cơ hội tu phước duyên mà ha. Thôi bây giờ hỗ trợ nhau đi tế bào. Bây giờ chúng ta cùng hỗ trợ nghe. Để mình cùng tu phước duyên kỳ này mình chia hai. Chia hai, nghe không? Nếu mà cản trở nhau thì không ai được cái gì. Chia nghe. Chia hai, trời tu làm mà chia năm phần rồi còn cái gì. Thôi hỗ trợ nghe. Hình như nó nghe nghe quý vị, nghe lời. Là. Xong là bắt đầu quý vị biết rằng là lên là ầm ầm nói chuyện. Nhưng mà khi về bên kia là đâu có làm được gì nữa đâu. Bắt đầu là ăn cơm đồ hay là chuẩn bị ngủ, nó ho chậu chậu, nó ho khi 10 phút nó ho hoài đó. Nó cũng được ho đi. Tại giờ này không có làm gì ho đại đi. Còn giờ mà làm việc thì đừng có ho nghe. Nghe lờ nghe. Khôn ghê á. Ồ, nghe lờ đó. Nó như mà mỗi lần Đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái chân những Đức đau quá đó. Quý vị biết rằng là đúng là nghiệp chướng 4-5 lần lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà cái tấm mà trắng trắng á, trời ơi, đúng là bởi vì cái nghiệp duyên nó làm cho mình ngu. Mình lại mình bị chạy đù gói chứ mà sao mình cứ lại hoài. Là cái nghiệp mình phải trả 4-5 lần vậy đó. Lại có 1 lần thôi là phì 2 cục cái chân đầu gói bự như vậy nè. Thì ra ở dưới là kẽm. Nó đương kẽm mũi bị kẽm không à. Còn trên nó là nhìn một lớp lông bông vậy đó. Vậy mà ở dưới nó mỏng dánh à. Vừa lại xuống cái là ở dưới là kẽm mấy vị. Nên nó quào cái đùi với đầu gối như đứa phì lên. Chảy nước, nó chảy máu ra luôn á. Mà vậy mà nhìn đứa lại mấy ngày liên tục máu ướt chứ. Mỗi lần lại xuống là máu ướt hết. Rồi sáng mà những đứa lên mà tu với vị ở đây mà lễ nửa tiếng đó. Là ở trên những đứa quỳ xuống là tại vì nó qua một đêm đó. Bắt đầu là nó lột da xong nó chảy nước rồi xong qua một đêm nó khô lại. Bắt đầu là nó thẳng da non ra. Mà những đứa ở trên những đứa vừa quỳ xuống trời nó kinh khủng lắm. Quỳ xuống là bắt đầu da non nó nứt ra liền vậy đó. Đầu máu nó chảy ra. Mà lễ nửa tiếng thì cũng như 2 tiếng vậy đó. Nó chảy là vừa lễ chứ là máu chảy ra. Mà lúc đó mà quý vị biết những đứa nó cho mày chết đi. Là tại vì phải chịu đựng rồi quý vị biết không. Vô chặn rồi. Trời ơi, mỗi lần qua lễ là nó mấy cái bọc nước máu, nó không còn ra nước trắng nữa. Ví dụ như bây giờ cái nó phì lên là nước trắng đúng không, nhưng mà do cái đầu gối như Đức qua lễ suốt mấy ngày nên nó không có ra được nước trắng nổi, mà nó ra toàn trong là máu không, nên lại xuống cái là xèo máu ra. Mà khi lại xong rồi là cái miếng trắng đó là thành máu không, lên là máu không, bữa nào bữa sau khô lại nữa. Mà vậy mà tới ngày thứ tư xong trời ơi, nó tự nhiên nó kết màng cái màng lại luôn á thật. Mà trời ơi, mà nó cứng ngắc ghê thiệt. Mà chịu 4 lần lại Bồ Tát Quán Thế Âm vậy đó. 4 lần lễ vía chịu gì cái miếng đó, đó. Sau này tự nhiên như Đức nghĩ, ủa sao mình lễ mà sao nó bị chạy đầu gối, mà mình là người lễ Phật chuyên nghiệp mà sao kỳ cục cái chở. Mà mình nghĩ ra không lẽ cái tấm này. Thì bắt đầu mình lấy cái tấm này mình lại nè. Thì mình lại nó không bị gì, mình coi lại. Đúng là cái nghiệp duyên nó làm mình lu mờ lý trí nha. Là mình phải trả 4 lần như vậy. Ghê chưa? Nên quý vị đừng bao giờ trách ai nói rằng là ngu gì. Mày ngu quá, tại sao mày lại mày khổ gì mà mày chịu hoài. Không phải đâu quý vị.
Cái nghiệp duyên ở cõi đời này, khi mà mình đã chịu cái nợ rồi là tự nhiên mình phải chịu trả, chứ không phải nói ngu hay là khôn gì đâu. Nhưng mà khi mình hết nợ là tự nhiên mình sẽ hoàn toàn mình thoát ra. Nên mình là người tu hành, mình đừng bao giờ mà nói là cái người đó tại sao họ ngu vậy được. Dù có nói như vậy đi chăng nữa mà mình là người tu cũng nên cảnh tỉnh, đừng có buồn. Tại vì cái người thế gian người ta cũng nóng ruột, thấy mình ta thương quá ta nói gì, hiểu không? Nhưng mà những đứa thấy rõ ràng là trong cái nghiệp á, là nó làm cho mình lu mờ lý trí. Những đứa chịu 4 lần mà chịu hoài luôn á, chịu hoài luôn á, sau này là chính những đứa là kêu bỏ cái miếng đó mới bỏ, chứ đâu có ai mà bỏ giùm những đứa đâu. Vậy thì cái chuyện mà tu hành trong cái cuộc đời này, chính chúng ta là người quyết. Giống như cái miếng đó, lần nào những đứa lại cũng bị chày đầu gối, vậy mà có ai coi mà bỏ giùm những đứa đâu. Chính những đứa là người quyết định bỏ nó ha. Vậy thì chúng ta là người tu hành, nghiệp duyên gì cũng vậy, khi hiểu rồi là chính mình là người buông được hay không, hiểu không? Người ta chỉ là người chỉ điểm, còn mình là người buông được hay không. Phật pháp là chỉ điểm, còn mình là buông xuống. Nhớ. Nên mình rất là mừng quý vị, mình rất là mừng là mình đến với cái cuộc đời này mà mình gặp nhau, mình rất là nhiệt tình. Những đức nói rằng là cuộc đời những đức sẽ làm một hành trình nhiệt tình đó, tại vì biết rồi, vì nó không có cái gì của mình cầm theo được thì thôi sống nhiệt tình đi. Thật sự mà nói, như hồi tối mà sinh hoạt cho các cháu, những đức vui ghê á, mà giết rồi tự nhiên những đức thương nít vô cùng luôn, lạ quý vị. Ngày xưa những đức cũng thương nít mà không có thương như bây giờ. Bây giờ nhà đứa rất là thương con nít, thấy con nít thì đứa rất là thương luôn á, còn nghĩ cho nó cái này cái kia nữa. Rồi xong á, những đứa còn nghĩ để bữa nào những đứa á sắp xếp cái chương trình cho cái người già ngoài đời họ được đến sinh hoạt quý vị, cho người già. Tại vì người ta ngoài đời có cụ già có khi buồn, có khi các cụ cũng có được cái thời gian được vui gì. Còn chùa mình thì thật sự mà nói thì những đứa tổ chức chương trình ra thì cũng có người hỗ trợ những đứa hết trơn, là những đứa chỉ cần bỏ công làm thôi, rồi sắp xếp cho mấy cô nấu ăn hay cái này cái chút cho các cụ già thôi, rồi bố trí cho vài bà cụ già bà hát bà nhảy rồi cho mấy bà già cái vỗ tay vui thôi. Vậy đó nghe quý vị, mà cái việc làm này của quý vị á, nó tạo ra một cái thiện duyên vô cùng lớn trong cái cuộc đời mình đó. Nên những đức nói là cái chương trình sinh hoạt nó rất là hay, nếu như cái sinh hoạt bình thường thì không có được lợi ích, nhưng mà cái sinh hoạt trong chùa mình là nó có đem cái giáo pháp giới thiệu quý vị. Nên cái người già ngoài đời á, người ta được dự cái chương trình này. Có nhiều người già người ta nói một câu gì nè quý vị: cả đời con chưa từng bao giờ được vui như vậy. Nhưng mà cả thật sự mà nói, cả các cô sùn sồn cũng được chơi chung. Có khi cứ quan niệm gì mà khổ, thôi giờ có con cái lớn à, giờ lo cho con chứ chơi vui cái gì bây giờ, thấy không? Cái quan niệm này nó sai dữ lắm luôn, nó rất là sai luôn. Bây giờ mình là cái gốc mà nó không tươi, làm sao cành lá hoa quả tươi hả quý vị? Suy nghĩ đi. Bây giờ mình là cha mẹ mà mình được ăn vui, con mình nó cũng được hưởng. Nó bây giờ những đức ở đây cố gắng, những đức tạo cái điều kiện, tạo cái điều kiện cho người ta được đến. Rồi quý vị thì là người dẫn người ta đến, dẫn những người già đến, những người già buồn, nghèo, hoặc là người ta không có được có cơ hội được vui vẻ, dẫn người ta đến để cho người già được vui. Ví dụ như Tết chùa mình 7 ngày ăn Tết năm nay á, mình sẽ cố gắng mình tổ chức cái chương trình mỗi buổi tối sao cho vui, thiệt là vui cho những người ta về đây ăn Tết. Giống như cái mùa Tết của ta nó quá ý nghĩa trong cuộc đời người ta. Phải, có nghĩa là những đức rất là mong mình làm được những việc cho người khác vui. Có nghĩa là đa phần làm sao mọi mặt mình làm, chứ không phải là chỉ có cái chuyện là niệm Phật đi, không phải, mà nó phải dùng câu Phật hiệu này để nó phát triển ra rất nhiều thứ nữa. Rất nhiều thứ mà mỗi căn tính con người á, người ta phải đi vào con đường khác để vô tịnh độ. Nghĩa là có những con người thì đi thẳng trực chỉ tịnh độ, có những người thì đi vòng vào bước vào tịnh độ, có những người đi ngang hông, có những người đi sau lưng tớ, có những người thì trên trời chạy xuống. Thì cũng là hướng nào cũng được, mà đi vào tịnh độ, dùng đa dạng phương tiện để đẩy vào tịnh độ hết. Nên quý vị thấy như con nít trong chùa mình biết niệm Phật hết chứ. Đó, nít đến chùa mình đứa nào không biết niệm Phật, mà dễ thương công nhận nha. Nên những đức mà nói rằng là tất cả các bà mà có bầu bì rồi đó, hay là mình làm ông bà cha mẹ mà mình biết niệm Phật á, con cháu mình nó có bầu dạy nó niệm Phật, đeo máy niệm Phật đi, sau này sanh con dễ thương lắm. Rõ ràng 100% sanh đứa bé rất là dễ thương, mà rất là khôn, rất là ngoan luôn. Nhiều đứa bé đến chùa mình trong cái lúc mà mẹ mang thai rồi đó,
là về chùa mình thường xuyên nghe những đức giảng vui đồ niệm Phật rồi đó, sanh con dễ thương lắm, dễ thương nó, nên nhiều đứa bé nó ngoan mà chủng tử là niệm Phật hết trơn à. Bây giờ là nít đến chùa mình biết niệm Phật nhiều lắm đó quý vị thấy không. Nên quý vị thấy cái pháp môn tịnh độ này quá hay. Rồi cuộc đời con người mình thì nó thời gian ngắn ngủi quá, tại sao mình không làm cái gì đó trong cuộc đời này, mình làm việc gì đó ý nghĩa, khi mình ra đi mình cũng cảm thấy nó mừng, vì cuộc đời mình đến thế gian này nó cũng vừa bụng mình à. Thật sự mà nói những đức muốn làm vậy đó, khi cái nhân duyên mình nó đang đủ nè quý vị. Nên lay quay lễ viếng Di Đà 2 ngày pháp hội đặc biệt, nên chúng ta về đây được nghe pháp 2 ngày xuyên suốt, rồi mỗi buổi tối của 2 ngày chúng ta lại Phật 1 tiếng rưỡi, lễ Phật 1 tiếng rưỡi, 2 ngày là lễ được 3 tiếng thôi. Thật sự mà nói cái chương trình viếng Di Đà của chùa mình, quý vị biết rằng, quý vị nhìn đi, những đức không bao giờ muốn cho cái lãng phí nó không phù hợp. Riêng mình nói mình đó nghe, không nói ai á, là những đức muốn cho tất cả những cái mà tiền bạc đồ này kia đồ đó phải làm vào cái trọng tâm. Nên những đức toàn là như máy nghe pháp, máy niệm Phật hay là thà cho người ta ăn. Còn quý vị coi như hoa chùa mình, quý vị thấy có một chậu làm hoài, quý vị cũng nghe những đức à, thì cũng ào ào. Quý vị về đây không phải là để nhìn hoa đâu, tại vì thật sự người ta không có cái pháp tu, người ta không có cái pháp tu, người ta không có cái người mà ở trong ngôi chùa đó ta chia sẻ Phật pháp suốt, nên bắt buộc người ta phải dùng cái cách khác để thu hút con người. Bây giờ những đức nói câu này để cho tất cả các điểm chùa nếu đủ duyên á, thí dụ như mình là một người chủ trì chùa hay là quản chúng chùa, thật sự mà nói giáo pháp của Phật Đà thì mình nói vài câu không có khó. Những đức mà nói được, mọi vị làm gì nói không được, nói vài câu đại đi, mình giải thích vài câu cho người ta nghe đi, giải thích từ ít thành nhiều à, cứ nói đi. Tại vì thật sự quý vị biết rằng là cái pháp niệm Phật này là Đức Phật đã chỉ trong thời mạt pháp à. Nên bây giờ mà tu cái pháp khác thì không có nói được nhiều, vì cái pháp khác nó không đi trực chỉ vào cái pháp tu, nên không có thể nào giải thích cái cách tu đó ra được. Còn cái pháp tu tịnh độ là nó giải thích được, là vì mình tu được, mình trong cái lúc mà nó sanh pháp là cái lúc mình tu á, sanh pháp, niệm Phật lễ Phật sanh pháp, nên cái sanh pháp đó nên mình mới thiết pháp, sanh pháp mới thiết pháp. Còn cái lúc mà quý vị tu mà cái pháp khác, quý vị có sanh pháp được, quý vị cũng không áp dụng được tu mỗi lúc mỗi nơi. Mà mỗi lúc mỗi nơi mà nó không tu được làm sao sanh pháp, mà không sanh pháp thì làm sao thiết pháp. Với cái quan niệm của người ta ưa bị cái bệnh này nè, sợ nói sai mang tội. Không có, quý vị chỉ cần vì người mà nói, đừng có nghĩ cái chuyện cái danh cái lợi của mình, đừng có sợ cái chuyện người ta chê mình gì hết, đừng có vì cái danh, bỏ danh đi. Vừa bỏ danh là tức khắc nói được liền, là vô cùng tự tại, vì người ta là nói được liền. Nên tất cả những người mà thí dụ như quản chúng chùa hay chủ trì chùa, thí dụ như 15, 30, quý vị cho người ta đến chùa, quý vị nên có một bài thuyết pháp. Mình nói về cái hành động của một Phật tử đi đến chùa sao sao, chỉ dạy người ta sơ sơ. Vậy mà người ta đến chùa rất là đông, như chùa mình đông là nhờ những đức thuyết pháp mới đông, hiểu không? Vì nghe, vì hiểu, vì thích đi đến đây đông, thì các chùa khác mà muốn đông là phải đem Phật pháp giới thiệu, đem vài câu trong Phật pháp dạy người ta. Nó bây giờ mình thí dụ như bây giờ có những cô gái trẻ trẻ đi vô chùa mình đi, bây giờ những đức hướng dẫn, những đức nói rằng bây giờ đừng bao giờ mình xem nhẹ cái việc phá thai, vì cái việc phá thai nó đáng sợ quá, sao mà xem nhẹ được. Tại vì khi mình dính vô cái chuyện phá thai rồi là cuộc đời mình có khi không có hạnh phúc nữa đâu, cả đời mình sẽ không được hạnh phúc, dù có hạnh phúc cũng là nhất thời, mà thân thể bệnh đau khổ vô cùng. Nó nếu như bây giờ mà mình còn trẻ, mình đi học hoặc mình đi đâu mình đàng hoàng. Tại vì sao? Vì người đàn ông người ta đến với mình, lỡ mình mang thai mình chịu, có khi gọi là bèo nước gặp nhau, nó cho mình một bụng rồi xong mình ôm bầu tâm tư đó mình chịu, chứ nó trốn mất tiêu, nó có trách nhiệm đâu, hiểu không? Có khi mà bây giờ thương thương nói quá trời luôn, mà khi một cái bụng trình bình lên, nó nói có gì đâu mà thương, ai muốn em giải anh chứ, đúng không? Là chúng ta chịu thiệt, cái bụng này đem gì cho cha mẹ nuôi, thấy kỳ không? Nên mình con gái mình đi ra đường, mình đi học đồ này kia, mình nghiêm túc đàng hoàng thì tự nhiên ta trân quý trân trọng mình, hiểu không? Cái này là cái rất là quan trọng nghe quý vị, rất là quan trọng luôn đó. Thì bây giờ người ta trẻ, ta đến đây ta nghe gì, người ta về người ta cũng bình tĩnh suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Quý vị thấy không? Đến nghe là tự nhiên nó có lợi ích liền. Nên những người mà đã từng mang cái nghiệp phá thai rồi á, nhớ nè, cái nghiệp này chỉ có cái pháp niệm Phật mới giải quyết được.
Nếu như quý vị mang cái nghiệp phá thai này là thường nó ưa bị cái bệnh này nè. Cái bệnh là sanh con ra con nó ngỗ nghịch dữ lắm. Nó làm cho đôi vợ chồng này phải đấu đá nhau hoài vậy đó. Rồi trong một hai đứa con nó làm cho đứa con hư kia phải càng hư thêm. Nó khiến vậy đó. Nó khiến cho đứa con kia nó phải trở ngại mình hoài. Là tại vì nó đang ở bên cạnh nó chờ cơ hội để xử. Thì nó phải chăm chích làm sao. Ngài nhớ nha. Hương linh mà chăm chích được là do cái tâm nghiệp của mình nặng thì nó mới chăm chích được. Còn nếu phước báo mình dày, chí sáng thì không có chăm chích được. Mình chí sáng mình nhìn ra sự việc nên nó không có chăm chích được. Nhưng mà nó chăm chích cái người ác, cái người sai, cái người bất hiếu cha mẹ thì nó khiến cho người này bất hiếu cha mẹ, làm nhiều điều sai quay. Đó. Nên cái nghiệp phá thai là cái hương linh thai nhi á, là nó đi theo vị suốt luôn à. Theo suốt luôn vậy đó. Nó. Nên cái gia đình nào mà sát sanh hại vật, mà giết chó giết mèo ăn nhậu nhẹt đó, bị coi nhậu xong là quýnh lộn à. Tại vì nhậu xong những cái linh hồn sát sanh đó, nó mới làm cho cái người mà say xưa này mê hoặc điên đảo, và tự nhiên nhìn mặt người kia sân hận lên quýnh nhau, đốt nhà chơi vậy đó. Nó khiến cho cái gia đạo tan nát mà, vì cái tội sát sanh. Mà đó là giết con vật. Mà con vật đó là cái linh thức của con vật nó không mạnh bằng cái linh thức của một con người. Mấy cái sự báo thù của con người nó còn kinh hơn là cái sự báo thù của con vật. Đó, quý vị phải nhớ đó. Nên từ nơi đó mà khi quý vị phá thai đó, là sự báo thù của cái hương linh thai nhi đó ghê lắm. Thôi ô kinh lắm. Vị nhớ cái câu chuyện mà như Đức kể mà Ngộ Đạt Quốc Sư không? Trời ơi, giết lầm một người mà nó theo mự đời đó chàng. Mà ngài là bậc cao tăng tu đó, vì mà theo mự đời đó chàng. Nhưng mà khi những Đức đọc cái đoạn chót của ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, là khi mà ngài bị cái một gã mặt người đó quý vị, là chịu thố nhập vào làm một gã mặt người ngay đầu gối ngài mà đòi nợ đó, là theo mự đời chờ cơ hội nghe. Mà khi mà ngài quá giải được cái nghiệp quan giới chịu thố đó là nhờ tôn giả Ca Đạt Ca quá giải giùm. Thì quý vị biết khi quá giải được rồi đó nghe, là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư ngài tu môn gì quý vị không? Tịnh độ. Ngài niệm Phật thì ngài thành công. Vậy thì cái nghiệp quan gia trái chủ này á, cái nghiệp quan gia trái chủ này á, là phải dùng cái pháp tịnh độ này để hóa giải. Quý vị biết rằng chúng ta có ba loại bệnh. Một loại bệnh đó là sinh lý bệnh, là ăn uống thất thường, ăn uống tùy tiện. Giờ đói quá trời ăn nông vào, làm cho cơ thể bất thường. Rồi nửa đêm hôm đi ăn, 11, 12 giờ khuya đi ăn phở, ăn hủ tiếu, dầu mỡ bỏ vào, không tiêu, làm cho sinh lý về thăng bất thường, bệnh hoạn. Thì điều chỉnh sự ăn uống này lại thì hết bệnh. Cái thứ hai là quan gia chế chủ theo đòi, đó là ma nhập ma dựa, hương linh nhập dựa. Rồi tâm tính thất thường lúc này lúc kia, gọi là nghiệp quan gia. Thì nhớ nghe, người mà bị ma nhập ma dựa, tâm tính thất thường, lúc nóng lúc lạnh, lúc này lúc kia, rồi lúc có khi quý vị thấy họ giống như người lạ, người nào khác đó, đây gọi là quan gia đòi nợ. Còn một loại bệnh thứ ba là bệnh túc nghiệp bệnh. Như vậy thì bệnh về ăn uống, điều chỉnh ăn uống lại đúng giờ giấc thì khỏe. Bệnh về quan gia thì cần người thân tu và chính bản thân người này tu để đem công đức hồi hướng. Ví dụ như quý vị nửa đêm ngủ mà nằm ra thấy ác mộng chuyện này chuyện kia đi, ác mộng hoặc là quý vị bị hương linh nhập đi, con cháu hương linh nhập đi, thì dẫn đến ngày chủ nhật này cộng tu và đem cái công đức này hồi hướng, làm việc thiện hồi hướng cho người ta, rồi chân thật niệm Phật hồi hướng cho người ta, thì tức khắc quan gia thế chủ sức ra khỏi thân, quá giải nghiệp quan gia. Còn bệnh về túc nghiệp, túc nghiệp thì hai việc kia không giải quyết được, hai việc kia không giải quyết được. Mà túc nghiệp là chính người này phải tu. Thí dụ như túc nghiệp quý vị bị một căn bệnh mà không có thuốc gì, vì tâm trạng buồn chán vô cùng, hiểu không? Tự nhiên một bú thiệt bự nằm ngay cần cổ của mình, túc nghiệp. Sanh ra đời tự nhiên què hoặc là túc nghiệp, hiểu không? Thân thể ốm yếu bệnh đau từ khi còn nhỏ là túc nghiệp. Rồi nói chuyện tính tình thô, hung bạo, hung dữ như cái mặt Nhân Đức là túc nghiệp. Nhớ nghe, đây là túc nghiệp đó. Mà túc nghiệp này thì chính mình tu, chính mình nhìn ra thì nó giải quyết được túc nghiệp. Nên cái túc nghiệp là chính mình phải tu. Xin tùy ho cá. Nó người ta xin tùy đàng hoàng người ta mới ho. Thấy chưa?
Đó, nên từ nơi đó mà cái việc tốt nghiệp là ghê gớm lắm. Nó tốt nghiệp là ghê gớm lắm. Vì thế tốt nghiệp nó là đời đời kiếp kiếp đi theo mình. Nhưng mà chỉ có niệm Phật mới tiêu tốt nghiệp. Ghê không? Niệm Phật mới hồng tiêu tốt nghiệp. Niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Phàm tâm cũng tốt nghiệp. Niệm Phật chuyển được phàm tâm. Tốt nghiệp niệm Phật còn chuyển được. Không chi là bệnh gì ăn uống, bệnh gì quan gia, thì niệm Phật là giải quyết càng dễ. Nên người mang nghiệp phá thai là chỉ có cái pháp niệm Phật này mới giải quyết được vấn đề. Bỏ cái pháp niệm Phật này là không giải quyết được vấn đề. Mà không giải quyết được vấn đề nghiệp phá thai thì đố mà quý vị giảng sanh về cực lạc. Vậy thì cái chuyện giải quyết vấn đề của cái nghiệp phá thai là bằng cái gì, cách nào? Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đau đớn cỡ nào cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó là tín nguyện. Chỉ cần tín nguyện này, cuối cuộc đời quan gia không đòi được. Tín nguyện kiên cố quan gia không đòi được. Vì sao? Vì khi tín nguyện niệm Phật là bổn nguyện gia trì. Phật phóng quang nhiếp thọ thì quan gia làm sao mà đến đòi được. Quan gia biết người này giảng sanh, Phật phóng quang, quan gia vô cùng quan hỷ. Vì sao? Vì người này giảng sanh. Mà người này giảng sanh thì nhất định không bỏ tôi. Thấy chưa? Còn tại sao người ta đòi mình? Vì mình không giảng sanh. Mình chưa có tâm quyết này. Nếu như thật sự quý vị có tâm quyết này thì nhất định người ta sẽ hộ trì quý vị liền. Nên người mà muốn hóa giải quan gia là phải tâm quyết niệm Phật giảng sanh cho cực kỳ mạnh. Đối với quan gia thế chủ nhiều đời nhiều kiếp nhiều lắm. Nên tất cả chúng ta phải phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc cho cực kỳ mạnh. Nếu như quý vị vì một người thân, vì một gia đình, vì một vài người thân mà quý vị không tu thì quý vị chết chắc. Chết chắc rồi. Vì sao? Vì quý vị vì vài ba con quan gia hiện đời mà quý vị đã bỏ quên một cái món nợ cực kỳ lớn của nhiều đời. Thì quý vị coi, quý vị nắm chỉ có 3-4 người chấp nhất mà nguyên một lực lượng cực kỳ mạnh đến để xử lý vị, nghĩ sao? Nên quý vị phải phát tâm niệm Phật giảng sanh, vì chúng sanh mà giảng sanh. Bất cứ việc gì ở thế gian này cũng buông được, chỉ có một việc niệm Phật là không buông. Niệm Phật là không buông, nhớ nghe. Đây là cái quan trọng đó, trọng lượng đó quý vị. Nên tất cả những người xuất gia của chúng ta chỉ cần mà đem cái tâm niệm Phật này để hướng dẫn Phật tử thì phước báo này vô lượng vô biên. Vì người xuất gia cái trọng lượng của họ phiên niệm Phật mạnh như lắm. Thí dụ như bây giờ ngày Chủ nhật đi, quý thầy quý sư cô đến đây lễ Phật đi, nó có một sức ảnh hưởng rất là lớn. Tại vì nhiều người xuất gia niệm Phật lễ Phật, dù bây giờ niệm sao nhưng niệm là niệm à, nghe là nghe. Rồi quý vị thấy rõ ràng bây giờ những đức là một thằng tăng quèn quẹ. Mà tại sao làm được những việc này? Làm được những việc này là từ đâu? Niệm Phật. Vậy tại sao mình không niệm Phật? Tại sao? Không biết sao. Tại vì sao? Vì không đủ duyên. Không đủ duyên thì bây giờ tạo cho đủ duyên nè. Mỗi tuần đến đây nghe nè, nghe để mà đủ duyên. Vậy mà có những người không nghe, đi ra ngoài gốc cây ngồi. Ghê không? Mai mốt tôi bắt lo cả chùa. Bắt lo cả chùa này luôn cho quý vị biết, thấy không? Quý vị biết rằng thường là những đức chia sẻ Phật pháp chỉ có nửa tiếng, nhưng mà ngày Chủ nhật tại sao chia sẻ Phật pháp nhiều? Vì đông người và nhiều người lâu lâu mới có dịp đến. Quý vị thấy ngày Chủ nhật nó hừng hực cái tâm chưa? Mà từ khi mà đưa lên phương pháp mà lễ Phật nửa tiếng tới bây giờ mà chia sẻ Phật pháp đặc biệt, mà đổi là cái cách mà khi trước giờ chia sẻ Phật pháp niệm đi chung 20 phút, đúng là tuyệt vời. Tuyệt vời thiệt. Nó cộng trừ nhân chia thì cũng không thua gì ngày xưa. Nhưng mà nó lại đổi ra là trước thời gian chia sẻ niệm Phật 20 phút. Niệm Phật 20 phút là sự gia trì buổi thuyết pháp. Đó. Nên từ khi mà niệm Phật 20 phút tới giờ là quý vị thấy chia sẻ Phật pháp là tự nhiên lên luôn. Thấy đúng không? Đó, thấy chưa? Cách này rất hay. Không? Rồi nói chuyện xong thì lễ Phật có nửa tiếng ai mà nghe. À, nên sự an vui của ở cõi này là không được kéo dài. Nhớ nha. Thí dụ như bây giờ một món ăn ngon mà cho nó ăn
chàng cuốn họng thì thành vợ. Từ nơi đó mà cái ngon của thế gian này phải biết dừng, thì nó hưởng cái hương vị ngon. Còn nếu như ngon mà đến mức ngán là thành dở liền. Nên cái pháp thế gian này phải biết áp dụng, đừng để cho nó ngán. Phải làm sao cho nó thèm hoài, thèm tới chừng nào về tới cực lạc luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời thiệt ha. Đó, vậy thấy không? Nên từ nơi đó mà quý thầy, quý sư cô đi đến đây mà nghe gì Đức nói cái này nghe, vì cứ niệm Phật đi. Bây giờ tu cái pháp gì cũng cứ niệm Phật đi. Vì sao? Vì pháp của Phật mà đâu phải pháp của những Đức. Pháp môn Tịnh Độ là Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mà. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã hướng dẫn bà Vi Đề Hy Phu Nhân niệm Phật trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh mà. Khổ quá, vì cái thời của Đức Phật còn tại thế như vậy mà vẫn tranh danh đoạt lợi, tranh quyền đấu đá. Con mà hại cha, nhốt cha vào ngục, nhốt mẹ vào lãnh cung. Bà Vi Đề Hy khổ quá, bà mới cầu Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho con một chỗ về bình an tuyệt vời. Mà bà Vi Đề Hy này công nhận bà đại diện cho chúng sanh. Đức Phật không có chỉ Tịnh Độ liền, mà Ngài dùng thần lực của Ngài biến hiện mười phương khắp pháp giới trước mặt bà, cũng như màn hình TV cho bà nhìn. Thì bà nhìn đi, bà nhìn từng quốc độ của Phật đều đẹp hết. Nhưng mà bà nhìn tới Tây Phương Cực Lạc, bà nói: con về đây, con về chỗ này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: chỗ nào con? Đó. Không? Tây Phương Cực Lạc, con về chỗ này. Đó, quý vị thấy không? Tại vì sao? Cõi Phật của Phật Tỳ Lưu Ly như thế nào, Phật Thích Ca Mâu Ni cõi nào, rồi Phật nào cõi nào, rồi tới Tây Phương Cực Lạc là có cái dòng chữ Tây Phương Cực Lạc. Bà chỉ Tây Phương Cực Lạc, con về cõi này. Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài nói: lành thai, lành thai. Chưa? Tuyệt vời chưa? Nó nên cái pháp Tịnh Độ này là cái pháp tu mà dành cho người cung cực khổ đau. Khổ đau cung cực. Nên gọi là nếu như Đức Thích Ca Mâu Ni mà không đem Tịnh Độ này giới thiệu thì chúng ta 9.000 năm trong thời mạt pháp này chúng ta chịu đọa lạc hết trơn. Đúng là quá từ bi. Như vậy thì quý thầy quý sư cô nên niệm Phật đi. Thì coi bây giờ như những Đức mà niệm Phật mà còn làm được những việc gì đây, sao không niệm Phật? Bây giờ tự nhiên cái lớp đệ tử quy cũng học được, cái gì cũng làm được, lạ như vậy. Tại sao mà không niệm Phật? Không niệm Phật dạy thiệt đấy à. Đúng quý vị coi phải rõ ràng không? Khỏe vô cùng. Không cần học sách vở gì nhiều mà nói người ta cũng nghe. Tại sao không niệm Phật? Nếu một người cư sĩ mà nhiệt tình niệm Phật thì cũng có biện tài. Xuất gia mà chịu niệm Phật thì biện tài. Quý vị nhớ, người chân thật niệm Phật có biện tài vô ngại. Chắc chắn luôn á. Bây giờ nhiều cô nghe như Đức giảng này Tịnh Độ, mấy cô còn nói chuyện ào ào kìa. Mấy cô cứ tu cho thật là tốt đi, chồng con từ từ chuyển say hết. Chuyển say từ từ. Còn nó không chuyển say, mình về cực lạc đi, mình xuống mình say. Dù giờ bây giờ giới thiệu cho chồng con, gia đình nó tu, nó nói nó không tu. Mình nói à, không tu thì thôi, không tu thì tôi tu à, rồi cứ làm gì làm đi nhé. Rồi mai mốt tôi về cực lạc xong tôi trở lại nha. Rồi lúc đó tôi xuống tôi say. Để đầy đủ năng lực, muốn say cỡ nào cũng được hết. Quý vị mà chúng sanh ở cực lạc xuống đó nghe, nhớ nè, năng lực, biện tài, trí tuệ đầy đủ hết. Nói mà không nghe hả? Đã là năng lực, biện tài đầy đủ hết thì quý vị biết quý vị từ đâu sanh đến rồi. Người ở cực lạc xuống là hoàn toàn biết mình từ đâu sanh đến. Nhưng mà không bao giờ nói tôi ở đó xuống. Vậy thì nhìn ai biết ai rõ ràng. Thí dụ như bây giờ những Đức là cực lạc xuống đúng không? Những Đức nhìn cô Diệu Sưng, những Đức biết bà là đời trước bà ở đâu nè. Nó thí dụ nhìn cô Mai nó biết bà này, bà đời trước bà kênh với tôi nữa nè. Biết nè, thấy không? Nó nhìn bà, từng người, từng ông tôi biết hết. Thấy chưa? Biện tài vô ngại. Vậy thì sao? Nhìn à, chồng à, đời trước nghe khi niệm Phật không nghe không? Hôm nay mà không nghe nó không được. Niệm Phật đi ông. Không, tao không niệm đâu. Không niệm phải không?
Niệm không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị có biện tài vô ngại, hiểu không? Khi có đầy đủ biện tài vô ngại thì quý vị nhìn được tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai của người này luôn. Người này đã có chủng tử về cái pháp nào? Quý vị dạy ngay cái pháp đó luôn, dạy ngay cái pháp đó và chuyển cái pháp đó lợi tịnh độ luôn, để cho họ thành tựu. Còn bây giờ quý vị không có đủ biện tài đó, nên quý vị chỉ thô ngay câu Phật hiệu, nên có nhiều người ta đâu có tiếp nhận đâu, hiểu chưa? Nên nếu mình ở cực lạc xuống thì hoàn toàn mình sẽ nhìn người ta là chọn cái pháp nào liền. Nên mình đầy đủ năng lực để mà mình dạy. Nên tại sao Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài có thể dạy pháp tổng trì? Vì Ngài là Bồ Tát xuống. Nên pháp nào cũng đắc, nên pháp nào cũng dạy được. Còn tại sao bây giờ những đức chỉ có hướng niệm Phật? Vì niệm Phật còn chưa xong, đừng nói pháp khác. Đúng không? Mình cứ có niệm Phật thôi hả? Thôi nhưng mà mình làm gì đi về cho nó chiên. Thấy không? Chiên đi vẫn là khỏe. Nó như Hòa Thượng Ngài Hiền cả đời niệm Phật, thấy không? Nên quý vị nhớ nghe, gặp tịnh độ. Tuyệt vời. Chúc mừng những người chúng ta gặp được tịnh độ, chúc mừng mỗi ngày niệm Phật. Vì sao? Vì từ hôm nay chúng ta không có khổ nữa. Quý vị đã từng tạo nghiệp gì, từng phá thai bao nhiêu lần, bất hiếu với cha mẹ, tạo nghiệp chướng gì, phỉ báng Tam Bảo, quýnh cho mấy ông tăng lộn mèo. Bây giờ gặp tịnh độ đều có cơ hội được giảng sanh. Vì sao? Vì cái pháp môn tịnh độ này thì nghiệp gì quý vị chỉ cần tín nguyện niệm Phật đều được giáng sanh hết. Chỉ còn được nghe như vậy mà quay đầu niệm Phật là được cứu liền. Nhớ, đỏ trong địa ngục rồi, vậy đó mà nghe tiếng kẽn kẽn kẽn, niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật còn thoát địa ngục kìa. Quý vị thấy cái quay lực niệm Phật chưa? Nên cái người mà đã niệm Phật quen rồi, trong mơ trong mộng, trong mơ trong mộng là linh hồn vì đang đi đến nơi khác đó. Bởi vì sợ hãi có người đuổi dược mình. Có đó, mơ mộng có người dược đúng không? Người xa lạ cầm dao chém, dược chạy đuổi tới phía sau. Có khi ngủ mà cong chân lên chạy hoài mà chạy không được đúng không? Thì từ nơi đó quý vị sợ quá, quý vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tỉnh liền. Thấy chưa? Trong cái mê chỉ cần một câu Phật hiệu phát là tỉnh liền, đúng không? Như vậy thì câu Phật hiệu này là câu mà giúp cho chúng ta tỉnh mộng cuộc đời. Ôi ô, tỉnh mộng cuộc đời. Hay quá. Đó. Nên những người xuất gia mà từng nào cũng đi đến đây nghe mà trầu ô về mà không mà niệm một câu A Di Đà Phật thì thôi vừa tội. Bây giờ những đức nói với vị nghe, bây giờ cuối cuộc đời quý vị ngồi thiền nổi không? Ở cuối cuộc đời vị trì chú nổi không? Đừng có nói chuyện đùa. Trời ơi, những vị thiền sư người ta kìa, ta cuối cuộc đời mà người ta còn khó giải quyết được cái thu thần tịch diệt kìa. Triệt ngộ thiền sư kìa, Ngài đã triệt ngộ rồi mà Ngài còn dùng bài kệ thật gì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Mình là ai mà không niệm Phật? Mình là ai mà không niệm Phật? Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài khuyên dịch bao nhiêu bộ kinh, rồi cuối cùng Ngài làm cái gì để đi về cực lạc? Niệm Phật, phải không? Ngài làm gì trong giáo hội lớn như vậy mà Ngài tu pháp gì? Niệm Phật. Không lẽ Ngài thua quý vị? Quý vị coi cái cuốn sách mà 100 bài kệ của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Ngài khuyên dịch kìa, đúng một câu Phật hiệu Ngài lược giải. Phải là quá thù thắng. Chúng ta cứ tin ngay các vị tôn túc đó đi, những vị cao tăng đó đi, nghe đi. Ồ, nghe tịnh độ như vậy rồi thu nhiếp hoàn toàn. Quý vị mà còn nghi nữa thì cứ tiếp tục mà nghe. Nghi cái gì nữa mà nghi? Bây giờ chỉ có niệm mong niệm thôi. Đòi hỏi cái gì nữa? Có những người nói thầy ơi, con niệm mấy năm nay mà sao không thấy cái gì? Bỗng thấy cái gì? Mặt kỳ cục ghê. Không thấy cái gì? Thấy cái gì? Trời trời, cho thầy kỳ cục, thầy không giữ kỳ cục của trời. Người ta niệm Phật, người ta không thấy được cái gì, người ta hỏi của thầy chỉ, người ta thấy cái gì, nói tụi bà thấy cái gì? Niệm 13, 14 năm nay mà chưa thấy cái gì nữa nè. Chứ bà, bà cứ niệm đi, bà thấy bà muốn thấy cái gì nữa. Bà thấy sự khổ đau trong cuộc đời này còn chưa vừa bụng sao? Bà muốn thấy cái gì? Không, con muốn thấy Tây Phương Cực Lạc, bà gì Cực Lạc bà thấy. Ở cõi này với cõi Cực Lạc làm sao bà thấy Cực Lạc? Đức Thích Ca Mâu Ni mà Ngài còn dùng thần lực của Ngài để cho bậc A-La-Hán thấy Cực Lạc Tây Phương. Con ba la phàm phu ở cõi đời này mà bà muốn thấy Cực Lạc, đúng không? Chư tổ sư Ngài vị viễn, khi gần ra đi Ngài mới nói rằng cuộc đời Ngài tu hơn 30 năm ở Lưu Sơn, Ngài thấy Cực Lạc Tây Phương có một hai lần.
Người găng đi ngài mới nói mà ngài là Bồ Tát thì hiện đến người ta mới nói gì. Bồ Tát từ Cực Lạc xuống đây mới nói gì. Chứ không dám nói, còn bà ở đây đang tu muốn thấy hả? Muốn thấy đằng ma vừa phát cuồng hả? Bà trợn. Nên tu mà bây giờ thấy hậu quang sẹt sẹt, thấy Phật chiếu chiếu hậu quang, bằng đêm thấy Phật xuất hiện, thấy rồi im, đừng có nói dòng do. Nói là ma dựa đó, nói là ma hiện cảnh đó, hiểu chưa? Bỏ hết, chúng ta chỉ có niệm Phật thôi. Niệm Phật là được rồi. Đó quý vị nghe, nghe rõ hết trơn rồi đó nghe. Nó tu mà còn ba trợn là gán chịu. Nó những đức hướng dẫn là không có ai ba trợn hết trơn á. Ai cũng là thấy chưa? Ngồi niệm Phật là cười. Cười cái nữa nghĩ nè. Thôi chúng ta nghỉ nghe. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩn tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni và Phật tử khắp nơi về đông. Những đức nói điểm này là chỗ mình tu phước tu duyên thù thắng. Và tất cả những người mà ta buồn hay người ta bệnh đau gì bế tắc, chủ nhật quý vị nên dẫn ta đi đến đây cho người ta nghe pháp, cho người ta cỡ mở tâm tư. Có khi mình cho người ta nhiều tiền mà người ta không hết khổ, nhưng mà quý vị dẫn người ta đi tu, người ta cỡ mở tâm tư, người ta lại hết khổ. Nên đây là nhân duyên đặc biệt thù thắng, một hoàn cảnh rộng rãi cho mình mỗi tuần chủ nhật về đây để tu phước tu duyên. Thêm cái nữa là tâm trạng mình thoải mái vui vẻ. Về đây nghe chia sẻ Phật pháp có nhiều cái mình nhìn thấu buông xuống được. Nên tất cả các cháu nhỏ cũng ngoan dễ thương. Các con về đây biết nghe lời, ai cũng thương. Rồi biết niệm Phật, rồi về hiếu với cha mẹ. Nhờ công đức niệm Phật phóng sanh nghe pháp mà cỡ mở tâm tư từ người lớn đến trẻ em, gia đình mình sống được hạnh phúc. Và tất cả những người mang nghiệp phá thai, chư hương linh thai nhi cũng nghe được Phật pháp. Cha mẹ biết tu rồi, nên từ hôm nay lo niệm Phật hồi hướng cho các cháu. Các cháu đủ duyên thì được ở trong chùa, ngày nào cũng được cúng thí thực. Chùa mình thì ngày nào cũng cúng thí thực hết. Ngày bình thường thì cúng ít hơn ngày chủ nhật. Nên chư hương linh người ta được nương nhờ cúng thí thực và được nương nhờ ngôi Tam Bảo, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ để niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Và tất cả quán thân trái chủ đi theo mình về chùa, người ta nghe Phật pháp, nghe được bổ nguyện Di Đà, người ta biết nương vào bổ nguyện Di Đà để niệm Phật về Cực Lạc. Còn nếu như đeo đẳng theo mà đòi nợ hoài thì chúng ta khổ hoài, không có hết khổ đâu. Nên quý vị nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ từ người sống. Nghe Phật pháp thì không còn buồn giận người ta để trong tâm. Vì buồn giận người ta để trong tâm là khổ mình dữ lắm. Còn chư hương linh hay quán thân trái chủ đi theo chúng ta thì cũng nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi. Tại vì nếu không niệm Phật về Cực Lạc thì khổ đau dữ lắm, triền miên không dứt đâu nghe. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người sống hay chư hương linh đã mất, chưa được siêu, từ cửu quyền thất tổ ông bà chúng ta cũng nghe được Phật pháp, nhất là pháp môn Tịnh Độ. Ai cũng tín nguyện niệm Phật để hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cho tất cả những vị thầy thế gian hay xuất thế gian. Nguyện cho Tam Bảo trụ thế gian lâu dài, và tất cả những người mang tư tưởng hướng đến giáo dục thì luôn luôn đem nền giáo dục chân chánh để giúp cho chúng sanh được nhờ cho kiếp nạn nhân sinh được hóa giải. Ngay ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam, toàn thể đệ tử chúng con cùng tu hành nghe pháp niệm Phật phóng sanh cũng lý thực, nguyện đem công đức này hồi hướng cho các ngài. Cảm ơn các ngài đã đem nền giáo dục để mà hướng dẫn, nên tất cả đệ tử chúng con được tiếp nhận Phật pháp và lìa khổ được vui. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ và chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa,
hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhờ cung, nhất tiết hồ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mộng lũng lắng ta bà ha, án mộng lũng lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khi mình đông gì mà cũng đi thực, nhiều người cái tâm thanh tịnh quý vị, thì cái từ trường nó rất là tốt, cúng người ta nhờ lớn dữ lắm nha. Chúng ta làm lễ phóng sanh, cái công đức phóng sanh rất là lớn, nên rất nhiều người chúng ta khi biết Phật pháp, mình phát tâm từ bi, mình ăn chay trường, vì mình thấy rằng mình cũng muốn sống, con vật nó cũng muốn sống. Không có con vật nào mà khi nó lớn lên mà nó đem cái mạng nó đến, nó đưa chúng ta ăn thịt đi, mà do chúng ta mạnh, chúng ta đè, chúng ta giết nó, chúng ta ăn thịt nó thôi. Nên đoạn mạng chúng sanh thì mình bệnh hoạn và sống khốn khổ. Còn nếu như ăn chay phóng sanh thì sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên tất cả những người mang bệnh ung thư, bệnh hoạn nên
phát tâm ăn chay trường, ngưng lại cái chuyện sát sanh đi, thì tức khắc quý vị tâm trạng sẽ thoải mái nhẹ nhàng. Nên tất cả những chú chim này được quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, khi được thả ra nên ở trong chùa và nghe niệm Phật để hướng về Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật và quan hỷ vui vẻ, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha.